À, Thành Đẹp Trai và Phan Hải Nghệu. Thành Đẹp Trai này là có thi đấu không nhở? Thành Đẹp Trai hình như trước chứ không có đúng không? À 11 à? À đây 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 đây, ok, Thành Thành Đẹp Trai 11 và Phan Hải Nghệu à? Phan Hải là, để tôi nhớ nào, 95 à? Phan Hải 95. 11 đấu với 95 nhá. Trước tiên chúng ta sẽ quay xem là hai người vào vũ khí gì. Vũ khí số 20 lên kèo đã. Chỉnh sửa thi đấu. Thành Đẹp Trai, Phan Hải Nghẹo, hai thằng chúng nó vừa chat kia kìa, điểm danh đi, điểm danh đéo phải lắm thế. Vũ khí 20, sàn thi đấu số 3, số hiệp 3. Đây, Thành Đẹp Trai đây. Thành Đẹp Trai của chúng ta trong hình dáng của một cô gái. Ui, đẹp thế. Vũ khí số 20. 20 là một trong những món vũ khí được mọi người đánh giá là mạnh nhất ở cái giải đấu của chúng ta. Phan Hải Nghẹo hay là đã được đổi nhân vật thành Tôn Hải rồi. Chúng ta sẽ vào xem. Đây, Phan Hải Nghẹo của các anh em đây. Với hình dạng của Tôn Hải. Cảm ơn mọi người đã tặng sticker nhá. Thỉnh thoảng tôi tập trung vào game quá, thành ra không cảm ơn được mọi người. Mong em thông cảm. Cũng màu trắng nhá. Edit với Tôn Hải á. Edit là cái gì? Là nhân vật à? Tên 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 nhân vật à? Phan Hải có đây không nhỉ? Phan Hải có đây không nhỉ? Phan Hải lần 1. Hải lần 2. Vừa mới thấy comment xong. Vừa mới thấy comment xong. Phan Hải lần 3. Đếm 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 đếm. 10 9 8 7 6 5. À có mà. Còn mẹ tỉnh. Ok, sàn thi đấu 3. Đéo dí chết được nó anh em ạ. Thằng Phan Hải này nó tỉnh táo quá. Đánh được mấy trận rồi, nãy giờ che máy. Ui, quên 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 quên. Đéo điểm danh thằng Ngọc Rồng rồi, quên mất. Ok, số 11 của chúng ta là Thành Đẹp Trai. Người thi đấu tiếp theo là số 95. Thôi tôi đùa thôi, thỉnh thoảng điểm danh thôi. Ai điểm danh suốt thế? Đóng kèo nhá, đóng kèo nhá. Đóng kèo rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu trận thi đấu đầu tiên. Đắc Kỳ Nghẹo có đây không nhỉ? Đắc Kỳ Nghẹo có đây không? À, có. Bọn này nó tỉnh lắm rồi. Rồi ok, chiến đấu. Đấy, ý thức thế là tốt các bạn ạ. Ý thức tham gia thi đấu thế là tốt. Thấy rồi, thấy rồi. Thỉnh thoảng cứ điểm danh vừa cho cái. Bạn nào buồn ngủ thì xin phép nhá. Để tí tôi điểm danh liên tội vào bạn đấy. Ok, trận thi đấu của chúng ta, trận đầu tiên sẽ là Thành Đẹp Trai và Phan Hải Nghẹo. Giải đấu của chúng ta đang trị giá 600.000 xu các bạn nhá. Vừa vào thì Thành Đẹp Trai có vẻ như là đang chiếm ưu thế bằng một chiêu ôm. Trong khi đấy Tôn Hải thì liên tục sử dụng những pha cận chiến. Vừa nói Thành Đẹp Trai lợi thế thì Thành Đẹp Trai bị đối phương dồn vào góc tường. Phan Hải Nghẹo hình như sử dụng vũ khí này tốt hơn Thành Đẹp Trai rất là nhiều. Thành Đẹp Trai đã đi.
bay mất cái lớp áo bên ngoài. Nhanh chóng đi, pha này Nghẹo đã kết thúc được đối phương 1-0. Thành đẹp trai đang đứng nhìn đối thủ thì bị đối thủ lao vào đánh luôn. Giờ chỉ biết đỡ mà thôi. Những đòn quét chân đến từ vị trí Thành đẹp trai. Đang còn hất tung đối thủ lên. Map này của chúng ta là một map bó khung bình thường nên không có hình thức Nobita diễn ra. Mic làm sao? Mất mic à? Mẹ vừa điểm danh ầm ầm bây giờ lại bảo mất mic. Khăng nết chắc là mày tắt mẹ tai nghe rồi lại bày đặt. Thành đẹp trai đã thua rồi. Không thể làm gì được Phan Hải Nghẹo. Phan Hải Nghẹo là một trong những ứng cử viên đã từng bước vào khá là sâu ở vòng thi đấu 100 người. Và ngày hôm nay thi đấu ở vòng 16 người. Đang chứng tỏ bản thân là một trong những cao thủ. Hai chiêu liên tiếp đến từ vị trí Thanh đẹp trai. Sử dụng nộ rất đúng lúc. Ủa, chiêu này đẹp vậy. Rất nhanh chóng thì chúng ta đã tìm được người chiến thắng ở trận thi đấu đầu tiên. Thành đẹp trai đã là người bị loại. Từ bây giờ em sẽ không phải bị điểm danh nữa rồi. Chúc mừng anh em đã tin vào Phan Hải. Mỗi tội các bạn thi đấu mấy hôm nay tôi thấy các bạn thi đấu có vẻ hơi yếu nhé. Anh em Nghẹo dạo này bọn tôi phát su nhiều mà thi đấu hơi yếu nhé. Rồi xong. Thành đẹp trai đã không bị điểm danh nữa rồi. Thoát khỏi cái tên điểm danh rồi. Nghẹo Hanzi có đây không nhỉ? Nghẹo Hanzi có đây không nhỉ? Nghẹo Hanzi có đây không? Bạn Nghẹo Hanzi có đây không nhỉ? Rồi ok. Thỉnh thoảng thôi. Mỗi trận tôi điểm danh ngẫu nhiên một người thôi. Nam Nguyễn. Ducky Nghẹo vết Nam Nguyễn. Ducky Nghẹo có đây không? Và Nam Nguyễn có đây không? Ducky Nghẹo và Nam Nguyễn có đây không? Thằng nhạc rồng nó vừa lên cấp kia kìa. Ducky Nghẹo có. Nam Nguyễn có. Ok. Hai bạn. Vì là hai bạn không có nhân vật, thành ra bọn tôi sẽ pick ngẫu nhiên. Đây là hai người mà dạng là như kiểu dạng hai bạn này không có nhân vật với cả đều là những người mới, thành ra tôi sẽ cho các bạn ý ngẫu nhiên theo kiểu chọn đây, chọn ở phía bên ngoài này. Trận thi đấu này của chúng ta sẽ là một trận thi đấu khác vũ khí các bạn nhá. Đây sẽ là một trận thi đấu khác vũ khí. Nobita và Suka. Ừ được. Vũ khí số 5. Sân thi đấu 3. Số hiệp 3. 533. Ok. Chúng ta sẽ đổi vũ khí cho hai nhân vật Nobita và Suka. Ngài kìa. Chúng ta sẽ đổi vũ khí cho hai nhân vật Nobita và Suka. Tôi sẽ để cho Suka bên Ducky Nghẹo nhá. Vũ khí số 5. Đây là một trong những cái loại vũ khí mà trông nó khá là bẩn bựa. Phan Hải sau khi được vào vòng trong thì đã bắt đầu phát quà cho tôi. Nam Nguyễn sẽ vào nhân vật Nobita. Nobita là số bao nhiêu nhỉ? Tóm lại nhân vật Nobita. Đây rồi, Nobita rồi. Ông Nobita này, ông cầm cái vũ khí số 5 nữa thì thôi chồng chán đời. Nobita đã bắt đầu vào kêu gọi mọi người. Ducky Nghẹo sẽ là, được rồi tôi sẽ phải quay. Tôi sẽ phải quay xem hai bạn này là ai là Suka, ai là Nobita. Đầu tiên chúng ta sẽ quay nhân vật cho bạn Ducky Nghẹo. Nhân vật của Ducky Nghẹo sẽ là Suka các bạn nhá.
Nhân vật của Ducky Nghẹo sẽ là Suka. Nhân vật của Nobita sẽ là gì? Nobita. Ý trời đã định là Ducky Nghẹo và Năm Nguyễn sẽ đấu với hình thức Nobita đấu với cả Suka các bạn ơi. Số hiệp là 3. Sàn thi đấu 3, vũ khí 5. Ý trời, trùng hợp quá. Tôi không nghĩ là như kiểu có sự can thiệp nào đó ấy. Không nghĩ rằng nó lại trùng hợp đến mức như vậy. Ôi trời ơi, tìm bố nào đây? Bố nào là Son Goku siêu xe ra cấp 4 đây? Mẹ mày tóc. Tóc vàng khè. Ui, thằng em tôi nó hát xì anh em ơi. Thằng em tôi nó hát xì, tôi xịt. Ăn thằng núi đã. Ok, đóng kèo nhá. Đóng kèo thi đấu. Trận thi đấu này liệu ngày Nobita có búp được cho bạn Nam Nguyễn hay không? Ủa, tôi đang cách ly tại nhà mà. Anh em thấy đợt này tôi buổi chiều tôi vẫn live stream đấy chứ. Có đi đâu đâu. Dáng đi của Suka Ducky rất khó chịu. Đây là một map thi đấu mà có thể tạo ra được nhiều tình huống Nobita. Một pha lửa ngồn đến từ vị trí Nobita. Nobita ôm được Suka rồi. Chọc rất đau đến từ vị trí. Ôi dồi ôi, rách áo rồi, rách áo rồi. Có vẻ như ngày của chúng ta thi đấu vào để biểu diễn là chính hay sao ấy. Trông thao tác là đúng chán đời lắm. Đứng, trông đứng. Nhưng mà không thể chê được những đòn tấn công đến từ ngài. Sát thương là khá lớn. Một pha móc cua thành công. Sức mạnh biến thái. Không ngờ Nobita đã bị thua 1-0 rồi. Liệu Nobita có Nobita trong tình huống này? Combo rất đau. Combo liên tục vào người của Suka. Có chiêu luôn. Liệu đây có phải là một trận thi đấu perfect lửa ngôn thành công? Một pha lửa ngôn thành công đến từ vị trí của Nobita. Suka lượng máu còn lại rất ít. Đã máu vàng rồi. Một combo nữa thì Suka sẽ phải nằm. Chiêu của Suka đã perfect. Trong ngày ăn mừng. Anh em nhìn ngày ăn mừng kìa. Anh em nhìn ngay ạ. Quả giết người trong ngày ăn mừng. Trông chán. Cái dáng. Cái dáng của ngài. Ngài không kiêng nể cờ rút. Hay chúng ta được biết là trong tương lai đây là vợ của ngài. Mà ngài đánh không thương xót luôn. Nhà vợ của ngài chiến đấu cũng không phải loại vừa. Ngài thi đấu rất điệu các bạn ạ. Ngài thi đấu rất điệu. Thôi xong. Một pha luồn lách cực kỳ hay đến từ vị trí Suka. 2-1 dành cho Ducky Nghẹo. Ngài vẫn chưa xé áo được. Ngài vẫn chưa xé áo được Suka. Úi dồi ôi, phát này đau rồi, phát này đau rồi. Ngài bay mẹ mất kính rồi các bạn ơi. Suka đánh rất là man dợ, không nể nang. Trong khi đấy ngài thì ngài cũng đánh ra rất là nhiều chiêu thức mãn nhãn nhưng mà gần như các chiêu thức của ngài đều không trúng được đích. Có thể là tỷ số của chúng ta sẽ là 3-1. Nobita đi rồi. Lửa ngôn thành công. Một pha kết thúc quá đẹp mắt đến từ... Úi dồi ôi, ngài mất cả quần. Ngài mất cả quần rồi. Chúng ta sẽ xem Suka ăn mừng nào. Ôi, có người donate kìa. Nhà phải có. Kinh quá nhở. Ducky Nghẹo đã có một pha donate qua Playdua để chứng tỏ bản thân mình. Ok, tôi sẽ trả kèo đã. Ducky Nghẹo chiến thắng. Mọi người anh em chờ tôi đi, tôi check tin nhắn phát nhá.
Thằng Khang Nết nó vây mờ tôi, nó bảo bao giờ tới em gọi em cái nhé, em đang làm không bật tiếng. Điểm danh chết cha đi, điểm danh chết cha đi. Khang Nết với chúng tôi à, nãy bảo không điểm danh em với anh núi mà. Ừ, giả vờ thế, khiếp tỉnh thế, tưởng tưởng đéo bật tay nghe. Hai thằng đấy nó tài trợ, thằng thằng Khang Nết với cả thằng núi tài trợ. Khang Nết có đây không nhở? Khang Nết có đây không nhở? Không. Rồi rồi. Có thằng Đinh Anh bây giờ gì đấy? Thầy ơi, em đi đánh răng đừng điểm. Rồi mày cứ đi đánh răng đi, bây giờ chờ thằng Đinh Anh nó đi đánh răng xong rồi lúc ấy điểm danh là đéo trả lời kịp đâu. Còn mẹ bọn này nó dám PM tôi. Núi và Leon Tài, núi có đây không nhở? Núi có đây không nhở? Núi đâu rồi? Đấy, đây đây rồi, tài trợ kiểu đéo gì mà điểm danh không có mặt trả làm gương cho anh em. Rồi, Leon Tài. Leon Tài có đây không nhở? À kinh, điểm danh nhanh thế. Leon Tài là có nick trong giải chứ không nhở? Không có đúng không? Vậy thì tôi sẽ pick cho bạn một nhân vật nhá. Cảm ơn không sợ vợ nhá. Nghẹo rồng. Thằng nghẹo rồng có đây không? Thằng nghẹo rồng có đây không? Thằng nghẹo rồng có đây không? À rồi rồi rồi, mẹ mày tỉnh quá. Vũ khí của núi và Leon Tài sẽ là vũ khí số 4. Côn nhị khúc. Núi vs Leon Tài. Vũ khí của hai người là vũ khí số 4. Chết rồi, tên của bạn Leon Tài dính chữ Tài, thành ra tôi không biết được. Leon Tờ thôi nhá, tôi để Leon Tờ thôi các bạn nhá. Tôi sẽ để tên của Leon Tài là Leon Tờ thôi. Tại vì chữ Tài viết ở trên Nemo nó không được viết. Vũ khí số 4. Map thi đấu 1. Số hiệp 4. Ok. Thằng núi của đúng. Sơn Gô núi. Trông đéo có một thằng Sơn Gô nào mà trông nó biến thái như thằng này. Làm đéo có Sơn Gô nào mà biến thái này. Đây cho mày cầm quả con nhị khúc lửa đây. Bơ để tôi pick cho Leon Tài một nhân vật. Tôi pick cho Leon Tài một nhân vật nào đấy mà nó hợp tí. Chi Chi luôn. Chi Chi sẽ thi đấu thay cho Leon Tài. Hợp lý. Bù Bi Chi bộ ba. Liệu núi hay là Chi Chi sẽ là người giành chiến thắng? Leon Tài đã phải thuê Chi Chi trong trận thi đấu này. Mắt thi đấu 1. Chúng ta sẽ xem. Cảm ơn các bạn gái đã rủ tôi PK nhá. Xin lỗi các bạn là tôi không phải là idol livestream để PK các bạn ạ. Rất là nhiều em gái liên tục rủ tôi PK từ từ. Anh em chờ tí để tôi xem tắt cái PK đâu. Làm sao tắt được cái PK nhỉ? Đéo biết từ chối PK kiểu gì để tắt đi. Đéo có. Thôi PK làm đéo thì. Cam của mình thì nó trông cái chuối. Lần trước chả PK cả em May còn gì nữa. Không phải PK cái đấy nó... Nói thật với anh em là cái PK thì tôi thấy nó như kiểu dạng khều donate ấy. Thành ra tôi không thích chiến.
PK thì nó như kiểu các bạn phải donate nhiều thì tôi mới chiến thắng được, thì mà cái đấy tôi không thích. Nhào nhở. Tiến bư có đây không nhở? Tiến bư có đây không nhở? Tiến bư có đây không? À có à? Rồi. Thằng này nhanh thế mẹ. Tôi cứ tưởng là nó donate và lấy đua cho tôi xong rồi nó đéo ngồi canh nữa. Ai ngờ nó canh các bạn ạ. Nó canh. Ok, sẽ đóng kèo. Liệu Leon Tài hay là Núi sẽ là người bước tiếp vào vòng trong? Chúng ta sẽ cùng xem hai người thi đấu như thế nào. Điểm danh như đi học. Tôi đã chỉnh số hiệp lên 4 chưa? Từ, nếu mà số hiệp chưa chỉnh lên 4 thì tôi sẽ dừng trận đấu chỉnh lại nhá. Mày không thoát được đâu con vợ ạ. Ông làm chồng tôi hơi lâu rồi đấy. Chúng ta đã thấy được pha giao tiếp đến từ hai thí sinh. Vừa vào thì Xuân Cô Núi đã có một pha bổ vào đầu Leon Tài. Một pha đọ vũ khí. Núi có vẻ khéo léo hơn trong tình huống vừa rồi khi mà lách người sang bên vụt vào lưng của Chi. Chi, ui, những màn múa côn cực kỳ khét đến từ vị trí Chi. Trong khi đấy Núi lại chỉ biết đứng nhìn. Nobita thành công. Một pha Nobita cực kỳ mãn nhãn đến từ vị trí của Chi Leon Tài. Combo để đối phương hất tung đối phương lên và một cú đá. Núi đã té núi rồi. Núi té núi rồi các bạn ạ. Pha ôm rất chính xác đến từ vị trí của Xuân Cô Núi. Lại một pha độ vũ khí nữa đến từ hai thí sinh. Chi vẫn là một cái gì đấy trong những pha trao đổi chiêu thức là người chiến thắng. Núi bắt đầu ngáo rồi, núi ngáo rồi, núi cứ đứng nhảy thôi. Núi cứ đứng im nhảy. Nhà tài trợ đi sớm rồi, nhà tài trợ đi sớm mẹ rồi. Nhà tài trợ đéo trông đô con này mà đứng cứ đứng nhìn. Anh em tin núi, bạn bè tin núi. Mà núi làm cái đéo gì thế? Bị vợ vả liên tục vào mặt. Leon Tài đang cảm thấy đối của mình khá là mềm. Xuân Goku hình như là cái tay áo bị rách rồi hay sao các bạn ạ? Gần như là không có cơ hội phản kháng cho núi trong trận thi đấu này. Chi thi đấu quá tốt. 2-0. Chi đang cố gắng ngồi để đỡ, chờ đối thủ của mình sơ hở sẽ đưa ra một pha tấn công. Và đây là lúc Chi có thể. Chưa được. Chi đã bay mất lớp áo ở bên ngoài rồi. Cô mặc một bộ trang phục màu đỏ ở phía bên trong. Thịch quá. Không ngờ nhà tài trợ của chúng ta phải ra đi sớm như thế này. Nhà tài trợ của chúng ta, một nhân vật như Son Goku mà. Liệu rằng núi có lật kèo được trong trận thi đấu này hay không? Khi mà Chi thi đấu quá tốt. Những pha combo mãn nhãn đến từ vị trí Chi. Một pha đá thành công. Rất tốt. Vẫn còn hai thanh lực mà núi chưa dùng. Ok, tỷ số là 3-1. Ít nhất phải có bàn danh dự chứ đúng không? Ít nhất phải có bàn danh dự. Giơ hai tay lên trời. Mọi người. Như nào? Quả cầu kinh khí như nào? Quả cầu kinh khí như nào? Nhanh. Ôi dồi ôi, perfect. Lại Nobita. Ôi dồi ôi, đánh nhau cơ. Đã phải dùng kỹ năng đặc biệt rồi. Nhưng mà sát thương không phải là quá lớn. Trong khi lượng máu của núi còn quá ít. Liệu có một pha lật kèo nào đấy ở đây không? Có lật được không mới là vấn đề. Đã xong, nhà tài trợ đầu tiên của chúng ta đã ra đi. Nhà tài trợ đéo ấy. Kém này. Tài trợ. Mẹ nó đánh ghê thế. Mày còn chọn đối thủ cho mày đấy. Ôi dồi ôi. Tài trợ kiểu đéo gì mà. Nhường à. Tài trợ. Leon Tài đã vào vòng trong. Ngạo Rồng vs Limot. Hết rồi, hết rồi Ly ơi.
Giờ còn xin slot làm cái gì nữa. Nghẹo rồng với Lai Mốt có đây không nhở? Nghẹo rồng với Lai Mốt có đây không? Hai bạn thi đấu này. Ok, Lai Mốt đây rồi. Nghẹo rồng đâu? Nghẹo rồng. Thằng nghẹo rồng đâu? À rồi, ok. Hai đứa thi đấu thì người ta mới điểm danh chứ. Hai đứa thi đấu thì mới điểm danh chứ. Thằng nghẹo rồng là nó có tên không? Hình như là cả hai không có đúng không? Nghẹo rồng không có. Lai Mốt cũng không có. Vậy thì chọn cho hai bạn này nhân vật ngẫu nhiên nhá. Ngọc rồng có. Sao anh đéo thấy nhở? À đây, Ngọc rồng có. Ngọc rồng số 36. Có bạn Lai Mốt không có thôi. Để tôi đi thi đấu thay cho Lai Mốt. Ngọc rồng nó có. Nó có nhân vật. Ngọc rồng số 36. Đây nó đây. Nhân vật. Nhân vật của Ngọc rồng đây. Xứng đáng là đối thủ của tôi anh em ạ. Tôi sẽ đi thi đấu thay cho Lai Mốt. Vũ khí của hai bạn sẽ là vũ khí số 10. Thi đấu map 1. 11. Số hiệp 4. Vũ khí số 10. Vũ khí số 10. Lai Mốt ơi, Lai Mốt. Em muốn bạn nào đi thi đấu thay mình? Em muốn bạn nào đi thi đấu thay mình? Em có thể hỏi anh em viewer đang chat ở đây. Có rất là nhiều bạn có nick. Anh à, đấy thấy chưa? Đấy là bạn ấy chọn, đấy là bạn ấy chọn các bạn ơi. Đấy là bạn ấy chọn. Ôi trời ơi, ui, hôm nay nhìn anh trông chất lắm em ạ. Hôm nay nhìn anh ui trời đẹp quá, núi ơi. Con mẹ. Vào đúng cái vũ khí trông chán không như lại đang khen nhân vật đẹp. Trông. Không sao, không sao. Anh vẫn mang về được chiến thắng cho em. Em xin vào Ngọc Rồng. Ngọc Rồng có nick rồi. Nhầm vũ khí à? Ồ, nhầm à, nhầm à. Thế thì tốt, thế thì tốt. À, đó, tôi đây cơ mà. Nam X đây cơ mà. Mẹ cứ tưởng mình đẹp trai thế. Vẫn là thằng này à? Cũng đéo khác là mấy. Đéo khác là mấy. Đâu vũ khí số 10 gì nữa. Vũ khí số 10 đây này. 8 9, 10 đây còn gì nữa. Chính xác rồi. Vũ khí số 10 này là chính xác rồi. Mẹ cứ tưởng mình được vào nhân vật đẹp. Nãy để xong kiếm á. Đâu đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hiệp 4 này. Hiệp 4. Sân thi đấu. Sân thi đấu 1. Ok. Lai Mốt yên tâm. Anh sẽ mang chiến thắng về cho em. Số xu này nó có thể thuộc về em. Ngọc Rồng VS Nam X thi đấu thay cho Lai Mốt. Đóng kèo. Anh em không tin tôi gì. Thằng nghẹo rồng với chúng tôi này. Setaphon có đây không nhỉ? Setaphon có đây không nhỉ? Setaphon. Setaphon có đây không nhỉ? À có, à có, à có, có.
thỉnh thoảng điểm danh cái. Tỉnh thật đấy, bọn này mày chưa thằng nào bị loại khác hẳn ngày hôm qua. Soul Calibur 6 Đỗ Tuấn đây. Ôm làm sao được tao, thằng Ngọc Rồng này, anh gì phút bốt em ạ. Cảm ơn Sam nhá. Ui. Lâu đài tình ái à? Ô, cảm ơn Sam nhá. Từ từ, chiến thắng đã. Này thì Ngọc Nghẹo Rồng này. Wow. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cái lâu đài mà nó đẹp như vậy đấy. Đủ KPI rồi, off thôi. Tuyệt vời, cảm ơn rất là nhiều. Có vẻ như thời gian gần đây thì ngoài núi với cả những anh em cũ từ bên kia sang bên này, tôi được mọi người ủng hộ rất là nhiều. Cảm ơn mọi người. Thành ra vì các bạn thấy chịu khó donate như thế này, thành ra tôi lại muốn tổ chức nhiều giải đấu hơn để cho các bạn có cơ hội để tài trợ. Em chưa kịp nhìn gửi lại đi. Ôi giời, thấy tôi thi đấu được không? Có búp. Từ bên kia qua thì thằng nhiều lắm. Đa phần anh em ở đây thì những anh em nào mà đã donate cho tôi thì các bạn được một suất tài trợ nhá. Các bạn được phép tài trợ. Nhìn thấy mẹ lẹn mắc cười. Thích chứ. Các bạn được phép tài trợ ở những cái giải đấu mà tôi tổ chức. Có nhiều người đòi không được mà, đòi tôi còn từ chối. Đợt trước có một cái buổi talk show của tôi ấy. Tôi nhớ là có một cái buổi talk show mà tôi cái hôm đấy được bạn nào donate yêu cầu hát hay gì ấy. Tôi cũng không nhớ, nhưng mà hôm đấy mà đúng là xem lại clip thấy mình cười kiểu như sắp khóc ấy. Sướng mà. Anh em nước ngoài vào nhiều quá. Ủa các bạn ấy vào được cái gì? Cảm ơn hổ báo nhá. Trận thi đấu này chúng ta không cần phải bàn luận nhiều khi mà Nam X chắc chắn là người chiến thắng. Có thể là chiến thắng 4 trắng luôn các bạn ạ. Ví dụ như quả này chẳng hạn. Dao mổ trâu giết gà luôn. Vào ngắm á. Cái lâu đài này nó hiếm đến như vậy à? Cái lâu đài này nó hiếm đến như thế á? Tôi thì tôi không đi donate ai bao giờ, thành ra tôi cũng không biết. Tôi cũng không biết giá trị của nó đến mức nào. Đồ sự kiện mới được á? Ồ. Ôi không mua được á? 10k kim cương. Một con mèo là 300 xu. Có giá là 100.000. 300 xu là 100.000. 10.000 kim cương. Ui 4 trắng luôn. Từ 10.000 kim cương. 10 chia 3 là bằng 3. 33. Rồi chiến thắng rồi nhá. Từ. Ba trăm kim cương là bằng 100.000 Việt Nam đồng. Ba triệu ba. Ngon quá. Chắc là mình đéo biết mình nhận được bao nhiêu.
Nhưng mà nó đắt. Ok, cảm ơn rất là nhiều. Dù sao thì tôi cũng đã mang lại chiến thắng cho Line Mod rồi. Quay trở lại trận đấu thôi. What the fuck? Cuộc vui nào thì cũng đến hồi kết các bạn ạ. Cuộc vui nào thì cũng đến hồi kết mà thôi. Giải đấu của chúng ta thôi thì hủy con mẹ đi. Xong rồi tôi xin phép là ngày hôm nay là tôi bao nhiêu việc. Ngày hôm nay tôi hơi bận một tí. Dạo này đầu óc nó đau quá. Mắt thì kiểu dạng mắt bị mờ ấy. Bị kiểu dạng chắc phải đi mổ mắt này. Rồi ok, chúng ta sẽ quay trở lại với cả giải đấu thì chúc mừng Line Mod. Nghẹo rồng có đây không nhở? Từ thằng Phan Hải nó vừa chat rồi thì đéo cần điểm danh nó. Thằng Đinh Anh Nghẹo đâu rồi? Thằng Đinh Anh Nghẹo đâu rồi? Thua rồi thì điểm danh gì nữa. Cái mẹ chứ, cứ điểm danh nó cho nó có tật mình. Thằng Đinh Anh Nghẹo rồi. Đây rồi, à mẹ có à. Thằng Well đâu rồi? Thằng Well đâu rồi? Thằng Well đấu với cả thằng Nghẹo Hanzi. Thằng Well có em này. Nghẹo Hanzi đâu rồi? Hình như cả hai thằng này đều có tên. Centerfort vừa điểm danh nó rồi. Em đây, mọi người bình tĩnh rồi ok. Hình như tôi nhớ không nhầm thì cả hai thằng này đều có tên. Hanzi. Đây, Hanzi là số 60. Well 5. 5 vs 60 nhá. Chán. Đây ai, thằng Hanzi trông ok này. Sao không có tên em? Ui rồi ôi, vừa lấy quay thì không thấy mặt đâu. Thằng Well nó còn tí vào được hai phát cơ. Giải đấu này của chúng ta là giải đấu do Núi và Khang Nết tài trợ. Khang Nết tài trợ 302.000 xu và Núi tài trợ 312.000 xu. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với cả hình thức là quay vũ khí cho hai người. Vũ khí số 4, lại 4. Map thi đấu 1. Số hiệp 5. Đây sẽ là một trận đấu khá là dài. Nhưng mà tuy nhiên thì đối với tôi, thằng Well thì nó lý thuyết ấy thì thành ra tôi nghĩ là Hanzi chiến thắng nhanh thôi. Cảm ơn anh em đã tặng sticker nhá. Cảm ơn mọi người đã tặng tôi những cái number one này để mà tôi đua cái sự kiện. Giải này quay xong rồi quý quả quyệt ơi. Giải này quay xong rồi. Thành ra là bây giờ cho các bạn thi đấu thôi. Đây là một giải đấu nhỏ tổ chức ngẫu hứng khi mà các nhà tài trợ đăng ký thưởng xu cho các bạn. Thành ra tôi ngồi tôi tổ chức thôi. Chứ còn tôi định chơi God of War cơ. Thằng Well nó không ăn được đâu. Thằng Well, nhà tài trợ thì một nhà tài trợ của chúng ta đã ra đi rồi, là anh Son Go Núi. Anh ấy bị Leon Tài vả cho không trượt phát nào. Anh ấy đi rồi. Kinh dị mà hôm nay không có game gì hay. Để đúng vào tìm. Thằng đẹp trai em bị loại rồi anh ơi. Quên nhầm. Bảo sao thằng Phan Hải nó kêu kinh thế. Sàn thi đấu 1 và số hiệp là 5. Trung Dũng Đỗ có đây không nhở? Cho cháu tài trợ với được không? Được. Nhưng mà ngày hôm nay là tài trợ full rồi. Tài trợ ngày hôm nay full rồi. Trung Dũng. À có à. Mẹ, bọn này khác hẳn với ngày hôm qua. Khi mà chúng ta điểm danh thì thường không nhận được câu trả lời từ phía các bạn. Thì ngày hôm nay các bạn rất cẩn thận. Các bạn rất cẩn thận. Nhưng mà ít nhất tôi điểm danh tôi biết được rằng các bạn vẫn treo tab cho tôi. Ba, bốn, mười lăm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Well, VF Hanzi. Em không coi, không sticker. Thế thì phải kiếm đi. Chúng ta sẽ xem ai là người giành chiến thắng trong trận thi đấu này.
In a cursed castle hall, warriors dance in a masquerade of death. Thằng queo, thằng chắc lên đi nữa. Anh ơi, thằng queo toàn lý thuyết thì thằng queo đánh đấm đéo gì. Han Ji đợt trước là chẳng qua kiểu nó đang thi đấu xong rồi nó mệt, nó mới dừng đánh thôi. Trận này 5 trận thì tôi xin phép là dự đoán tỷ số là 5-1. Well có một trận danh dự, ok. Lý thuyết và thực hành nó khác nhau lắm các bạn thấy không? Trông nó vo ve không? Đấy. Đứng lên xong lại ăn đòn. Ngạo Han Ji đang có lợi thế với lượng máu hơn đối thủ của mình. Trong khi đấy Well đưa ra những pha múa côn, đéo hiểu đánh vào đầu. Cứ nhè cửa mà đã. 1-0, không nói nhiều, 1-0. Cởi chân luôn. Well đang bắt đầu chứng tỏ mình là một trong những cao thủ biến thái. Đánh với cả một người con gái mà đã cởi áo ra rồi. Nhìn anh rất là giống một đối thủ của huyền thoại Lý Tử Long. Một cao thủ với chân tay khá là dài. Đối quá mềm. Han Ji vừa đánh vừa tuyên bố đối này quá mềm. Nhưng mà tôi nghĩ là Well sẽ có được một trận thắng, là một trận thắng danh dự các bạn ạ. Đấy là một... Đây sẽ là trận thắng duy nhất của Well. Well sẽ không thể nào mà có thể chiến thắng được nữa. Đây là Soul Calibur 6 nhá, các anh em mới vào nhá. Danh dự thôi, danh dự thôi. Những cú vả rất đau đến từ vị trí của Well và Han Ji bắt đầu đáp trả. Han Ji cho rằng việc thả đối thủ một trận là chưa đủ, nên Han Ji thả thêm trận nữa. Không vấn đề các mọi người ạ. Han Ji thả thêm trận nữa, không vấn đề. Tôi chưa mua thẻ fan. Cảm ơn mọi người đã tặng sticker cho tôi nhá. Cảm ơn mọi người. Đôi khi là tôi đang tập trung vào bình luận giải đấu quá nên tôi không cảm ơn được. Vậy là Well đã có một pha làm đứt dây áo của Han Ji rồi. Han Ji tạm thời là chỉ còn mỗi một cái cặp bát để mà che lạc của mình thôi. Thiếu chút nữa thì Han Ji đã lộ lạc rồi. Han Ji ơi, anh cổ vũ mày như thế mà mày thua nó à? Thằng Well này lý thuyết lắm. Đúng rồi. Cảm ơn Bu nhá. Hút cỏ không em tặng. Ok, tặng gì anh cũng lấy. Mọi người tặng gì anh cũng cảm ơn. Bắt đầu rồi. Han Ji bắt đầu cáu rồi. Các bạn nhìn thấy không? Thấy chưa? Bắt đầu cáu rồi. Các bạn có nhớ trận thi đấu giữa huyền thoại Chết mẹ. Không sao. Cái chiêu vừa rồi là chiêu để mà cho đối thủ phải bỏ đi phát đỡ thôi. Thằng Well này nó đánh một lúc nó chóng mặt. Nó đánh toàn trượt bây giờ mà. Đánh vào chân nó em ơi. Ngồi xuống đánh. Han Ji ngồi xuống đánh. Đúng rồi. Ngồi xuống đánh, cứ ngồi xuống đánh cho anh. Có anh kiệt trần đây, tí nữa anh chơi God of War sau. Well thi đấu quá hay các bạn ạ, Well thi đấu quá hay, Well sử dụng chiêu cuối, Well sử dụng thành công. Han Ji bị quật liên tục vào mặt, Han Ji đau, Han Ji rên, Han Ji ăn đấm. Han Ji sắp thua rồi, đúng như tôi dự đoán. Well là một trong những thí sinh mà phải nói là ứng cử viên của giải vô địch vòng loại 16 người này. Với 16 người ít ỏi như thế này thì Well rất có thể giành chiến thắng. Không hổ danh là một trong những cao thủ chuyên sử dụng côn nhị khúc. Quá đơn giản, tỷ số là 5-1 dành cho Well mẹ rồi. Mình dự đoán Han Ji thắng 5-1 thì đéo lắm thành Well thắng 5-1. Vô lý thật. Vô lý đéo chịu được. Thế đéo nào ấy. Đoán đúng tỷ số, ít nhất là tôi đúng 50%.
Đúng không? Ít nhất là tôi đúng được 50%. Tôi đúng được số hiệp thi đấu. Đấy cũng là đúng rồi. Đấy cũng là một cái gì đấy mà các bạn phải tuyên dương. Cảm ơn Dương Viết Thuận nhá. Cảm ơn mọi người đã tặng sticker cho tôi. Mẹ chán ông ăn gì giật cặp đối mềm như thế không ăn được. Cảm ơn Hoàng Minion. Tôi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn đã tặng tôi sticker trong ngày hôm nay. Ok, chúng ta sẽ đến với cả trận thi đấu tiếp theo của loại của vòng bảng này là giữa hai thí sinh. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Well vào vòng trong này. Ôi cảm ơn, tự nhiên được các bạn tặng nhiều mèo quá. Có cái đéo gì ai điểm danh mày mà có hả Khang Nết? Mày auto à? Tôi rất nghi là thằng Khang Nết đang auto điểm danh các bạn ơi. Nó dùng tool auto điểm danh. Có ai hỏi nó đéo đâu mà nó có cái gì? Bot chat à? Em đéo ai hỏi tự nhiên có. Tự nhiên vào có. Rất nhố nhăng. Tiến Bư vs Chu Du. Hai bạn còn đây không? Tiến Bư đâu rồi? Tiến Bư vs Chu Du. Tiến Bư và Chu Du. Tiến Bư có. Chu Du đâu? Chu Du có đây không? Nghẹo biến thái lại bị cấm chat. Thằng này đéo hiểu nói cái gì mà cứ bị cấm chat. Chu Du có rồi, ok. Cho thi đấu. Đắc Kỳ Nguyễn có đây không? Đắc Kỳ Nghẹo có đây không? Điểm danh cái. Đắc Kỳ Nghẹo có đây không? Lại còn nó xin ban nữa. Rồi ok. Bọn này tỉnh lắm. Hôm nay chúng nó tỉnh lắm. Tiến Bư hình như có nick nếu tôi nhớ không nhầm. Tiến Bư. À không có à? Tiến Bư đợt trước tưởng tham gia giải này cơ mà nhở? Chu Du thì không có rồi. Ok, Tiến Bư ơi, anh cho mày một bạn tên rất là giống mày. Bu. Anh sẽ đề cử Bu ra thi đấu thay mày. Tiến Bư nhờ sự giúp đỡ của Bu số 59, chúng ta sẽ xem Bu thi đấu cho Tiến Bư sẽ như nào. Đây, Bu đây. Còn bây giờ Chu Du à? Chồng Bu được. Được không em? Được không? Được chưa? Còn bây giờ kiếm người cho Chu Du. À Lữ Bố. Lữ Bố. Chu Du số 19 à? Lâm Nghẹo à? Lấy nhân vật của Lâm Nghẹo à? Ok nhá. Chúng ta đã có hai thí sinh để mà ra thi đấu. Vũ khí của họ sẽ là số 18. Sàn thi đấu 1. Mẹ không vào sàn thi đấu 2 nhở? Số trận 3. Lâm Nghẹo sẽ thi đấu thay cho bạn Chu Du. Bạn Chu Du, bạn ấy đã lựa chọn Lâm Nghẹo. Vũ khí số 18. Vũ khí số 18. Ui. Một cái vũ khí mà nó cực kỳ hợp. Cực kỳ hợp. Hợp vô cùng luôn, vô cùng đẹp luôn. Hợp cả nhân vật, hợp cả vũ khí. Ui. Nhưng mà mọi người cần phải biết rằng những thằng mà đẹp như này, những thằng mà đẹp như này thì chỉ có loại sớm thôi. Nào, để cho xem Bu có mang về được chiến thắng cho Tiến Bư hay không đây. Đẹp, nó chỉ được cái mã thôi các bạn ạ. Quan trọng là lúc thi đấu thể hiện được kỹ năng gì. Trông như người lái đò sông Đà ấy. Trông cái dáng đứng có giống lái đò không? Đéo hiểu vào có đánh được ai không. Nhưng mà về cái dáng là thua người ta rồi đấy. Về cái dáng là thua rồi đấy. Hiệp thi đấu của chúng ta chỉ có 3 và sàn thi đấu là 1. Ok, chúng ta sẽ xem Tiến Bư và Chu Du ai sẽ là người đi tiếp vào vòng trong.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lubu VS Lâm Nghẹo Chu Du đóng kèo. Trong trận thi đấu này thì bên phía Lâm Nghẹo Chu Du có vẻ là đẹp hơn đối phương ở mặt hình thức, ngoại hình. Bây giờ để xem lúc biểu diễn thì như nào. Lữ bố này mất vợ chốc lắm. Đéo có đường để mà chạy khỏi đây đâu. Nhìn rất là đẹp mắt nhưng mà không biết là thể hiện được như nào thôi. Người lái đò sông đà của chúng ta vừa vào đã bị đối phương vả liên tục vào mặt. Ôi rồi ôi, thể hiện làm gì đây. Đối phương thì trông được cả dáng dấp lẫn vũ khí hơn hẳn Lubu của chúng ta. Lubu của chúng ta bị tấn công rất đau, đỡ thành công. Lubu hất đối thủ lên, Lubu nhảy lên. Lubu đây để quay đít về mặt đối thủ. Lubu đi rồi, quá nhanh chóng. Có vẻ như Chu Du lựa chọn Lâm Nghẹo là một trong những lựa chọn vô cùng chính xác. Gần như không có cơ hội phản kháng cho Lubu trong trận thi đấu này. Tôi xin phép mạnh dạn dự đoán tỷ số trận này là 3-0 nghiêng về phía Lâm Nghẹo. Dự đoán thế này là chắc chắn là đéo sai được rồi. Lubu đã bị mất bỏ lớp giáp ở trên người. Hóa ra đằng sau lớp giáp đó lại là một bộ giáp bằng xích các bạn ạ. Nhìn nhau này, quá đen cho Tiến Bư. Bao nhiêu người không chọn, em lại đi chọn Bu. Bu bị loại lâu rồi. Hai không đơn giản. Một pha quét vào chân đối phương. Bu không làm gì được. Bu không giúp được ai cả. Bu ơi là Bu. Ít nhất là cho bạn ấy một cái cơ hội gì đấy xem nào. Chiến thắng như thế nào thì lại thua ba trắng này. Đã có kỹ năng đặc biệt nhưng mà Bu vẫn chưa sử dụng. Bắt đầu thăm dò đối phương bằng những đòn quét chân. Lâm Nghẹo đưa ra những hình thức tấn công với sát thương cực kỳ cao. Vẫn không sử dụng kỹ năng đặc biệt đến từ Bu. Hình như Bu không biết sử dụng vũ khí này rồi. Vậy là Bu của chúng ta đã kiếm được một trận chiến thắng danh dự. Một pha kết thúc trông khá ngầu. Danh dự thôi. Dù gì thằng Lâm Nghẹo nó sử dụng cái lưỡi hái này nó vẫn hơn hẳn lữ bố mà đúng không? Trông cởi trần. Mẹ mày đúng Lâm Nghẹo. Có trưởng vào mồm luôn. Rất nhanh chóng thì đã có câu trả lời ở trong hiệp thi đấu thứ 3. Trận thi đấu tiếp theo. Trông thần chết biến thái thật. Sát thương gây ra là quá lớn. Rất có thể đây sẽ là một trận thắng perfect đến từ vị trí Lâm Nghẹo. Nhưng không, Bu không cho phép như vậy. Bu đã bắt đầu tấn công. Bu bị hất lên. Bu máu vàng. Bu còn rất ít máu. Bu có sử dụng kỹ năng trong tình huống này hay không? Nếu như mà sử dụng kỹ năng thì rất có thể là Lâm Nghẹo sẽ bị mất một lượng máu đáng kể. Và một combo đến từ vị trí của Bu thì Lâm Nghẹo sẽ phải nằm xuống. Không có cơ hội. Đúng như tôi dự đoán. Bu vẫn không thể giúp được. Bu không thể giúp được người rồi. Chúc mừng Chu Du. Chu Du bước tiếp vào vòng trong. Bù ơi là Bù. Bù yếu thế. Anh bảo rồi mày chọn Bù làm gì. Lẽ ra lúc đấy mày phải đổi tên ngay. Mày đổi tên thành đừng để là Tiến Bư nữa. Mày đổi tên thành Tiến Ếch ấy. Anh bảo anh thi đấu cho là anh mang về chiến thắng cho mày luôn. Mày không nghe anh, tự nhiên lại để Tiến Bư. Bư với Bù nó vần với nhau. Anh lại phải chọn cho mày. Ai chọn? Tên nó tự thế. Mẹ thằng Đinh Anh này, ai điểm danh mày mà mày có? Bọn này nó toàn dùng bot hay sao ấy. Chu Du vào. Khang Nết và Đinh Anh Nghẹo. Có à? Mẹ mày tỉnh thế à? Sao thằng núi mày bị loại rồi mày điểm danh hộ à? Thằng núi mày điểm danh hộ à? Lại còn chơi điểm danh hộ à? Điểm danh hộ bị phạt nhá. Điểm danh hộ. Chúng ta sẽ đến với cả nhà tài trợ thứ hai. Nhà tài trợ thứ hai của chúng ta là Khang Nết. Nếu như mà nhà tài trợ đầu tiên núi đã bị loại rồi thì xem nhà tài trợ thứ hai của chúng ta có làm gì được hay không đây.
Khang Nết thì có nhân vật. Đinh Anh là có nhân vật không nhỉ? Đinh Anh nhìn như không. Nếu tôi nhớ không nhầm thì Đinh Anh không có nhân vật. Đinh Anh không có. Đinh Anh ơi, em nhờ ai thi đấu thay mình không? Đinh Anh có nhờ ai thi đấu không? Tám bảy à? Đinh Anh chọn số 87. Đinh Anh chọn số 87. Ok, chúng ta sẽ xem vị trí số 87 mà Đinh Anh lựa chọn là ai nhá. Một trăm chín mươi lăm, 90, 89, 88, 87. Hau Re á? À, thằng Đinh Anh này là thằng Hau Re à? Đéo phải. Thằng Đinh Anh này, thằng Hau Re là thằng khác. Chọn bừa, chọn bừa. À, chọn bừa. Ok, chọn bừa đúng không? Em hâm mộ Hau Re à? Rồi ok. Chúng ta sẽ xem vũ khí thi đấu của trận này sẽ là cái gì. Vũ khí số 13. Map thi đấu 4. Không vào map thi đấu 2 cho bọn này loạn, nó loại nhau luôn. Số hiệp 5. Vũ khí 13. Vũ khí 13. Một trong những fan hâm mộ Hau Re. Vũ khí 13 của chúng ta là một vũ khí hạng nặng với sức tấn công khá là cao. Một cây rìu khổng lồ. Nhìn cây rìu này tôi lại nhớ đến God of War. Thằng Khang Nết số bao nhiêu nhở? Thằng Khang Nết hình như số 26 đúng không? Khang Nết số 28 các bạn ạ. Khang Nết số 28. Ok, chúng ta sẽ đi tìm vị trí của Khang Nết. Khang Nết là mắt ó. Mắt ó mà dùng rìu thì đánh được đéo ai. Rất có thể, rất có thể nhà tài trợ tiếp theo của chúng ta sẽ phải ra đi. Đây, cho nó cầm cái búa gỗ này rồi sát thương cho bé. Ôi, có người donate kìa. Giải giếng làng sắp tới khi nào khởi tranh hả thầy? Chắc là khoảng mấy hôm nữa ơi. Mà chắc là hiện tại thì mọi người tài trợ cũng đủ rồi. Mọi người tài trợ cũng khá là đủ rồi ạ. Số hiệp 5. Map thi đấu 4. Welcome to the stage of history. Có vẻ như mọi người đang tin tưởng vào vị trí của Khang Nết. Nhà tài trợ thường loại sớm lắm. Các bạn nhìn tôi là biết tổ chức giải. Đã bao giờ tôi vào được vòng 2 đéo đâu. Đây là nhân vật... ai nhở? À, pick Khang Nết trước. Sao lại có Spider-Man này? Ông nào đấy? Thằng nghèo bà đê. Trông chán thật. Đéo hiểu. Game tạp nham đéo chịu được. Nhân vật tạp nham này. Thế nhân vật tròi nó tạp nham vãi đái rồi mày. Ôi, có người donate kìa. E có đăng ký R ạ, à? Chỗ này đủ mua slot ưu tiên cô ạ, à? Thầy xếp đơn của E lên trên nhé. Em ơi, giải của chúng ta là không nhận slot kiểu dạng ưu tiên đấy đâu. Mọi thứ là phải diễn ra bình thường. Chứ còn việc mà bạn donate 100 hay 200 nghìn thì cũng không được ưu ái đâu. Cửa sau... nhưng mà tôi cứ ghi tên đã. Cứ tạm thời ghi tên đã. Tạm thời ghi tên. Thằng nhậu biến thái mày chả được con hề còn gì nữa. Mày được con hề còn gì nữa. Quay trở lại với cả giải đấu của chúng ta. Đóng kèo. Donate một củ đây. Tóm lại là anh em yên tâm. Anh em cứ gửi đơn là anh em sẽ được vào. Không cần phải tài trợ cái gì cả. Mọi người chỉ cần gửi đơn đăng ký thôi là giải đấu của chúng ta sẽ diễn ra. Tôi sẽ để dành cả một buổi chiều mai tôi add nhân vật một loạt nữa. Mọi người không cần phải tài trợ, đủ rồi. Số tiền tài trợ là đủ rồi. Nên tôi cũng không yêu cầu anh em phải tài trợ nữa.
lúc nào mà thiếu thì tôi mới yêu cầu tài trợ thôi. Chứ còn những bạn mà gửi đơn như này cũng xếp vào như nhau cả mà. Như nhau cả thôi. Không, tôi nói thật, đủ rồi. Ôi, có người donate kìa. Dạ e cảm ơn thầy ạ, mãi yêu. Bạn, hình như là bạn thích vào chung kết luôn hay sao nhở? Ôi, hôm nay tự nhiên sướng đấy nhở? Hôm nay thầy đéo nào mà nhận donate ầm ầm ấy nhở? Sướng nào ấy các bạn ạ, à? Hôm nay cứ sướng nào ấy. Tự nhiên được các bạn ủng hộ sướng quá. Nghi giải sau bị mua lắm, cảm ơn không sợ vợ. Đừng hạ giá nữa thầy ơi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Con mẹ thằng Khang Nết lại mắc vi béo làm gì đây. Khang Nết nó chắp mẹ vào nhóm có vợ chồng tôi, vợ chồng Khang Nết với cả vợ chồng Hoàng Hít rồi. Đéo hiểu chat cái đéo vào đấy, cái thằng vô duyên. Thằng này ý thức chán thật. Quay trở lại trận thi đấu của chúng ta thì Khang Nết và Đinh Anh Nghẹo đang thi đấu với nhau. Khang Nết ơi, có người donate kìa. Vui là chính ạ, à, cô có mua giải đâu à? Bạn không mua tôi dí giải vào tay bạn. Tôi dí giải vào tay bạn. Thật bất ngờ khi mà Khang Nết còn chấm máu thì lại có thể kết thúc được Haure. Chẳng lẽ đây lại là một trong những đại diện ở phía nhà tài trợ có thể đánh bất được các bạn à? Không, nói thật với anh em luôn, thằng Khang Nết nó cũng là một thằng cực mạnh. Nó thi đấu cực kỳ tốt và đây là lúc mà Khang Nết sẽ biểu diễn cho các bạn biết được rằng cái món vũ khí này thực chất là sẽ sử dụng như thế nào. Rất tốt. Những pha hit and run đến từ vị trí Khang Nết. Khang Nết định có một pha ôm đối phương nhưng mà Haure đã lùi về. Khang Nết đỡ tốt lắm các bạn ạ. Khang Nết từ bây giờ là cứ xuống máu vàng là không mất máu nữa luôn. Thấy chưa? Lại một máu lật kèo này. Đấy mới là Khang Nết. Đấy là Khang Nết mà tôi biết. Đúng luôn. Ôi, có người donate kìa. Có cách nào can thiệp để hua win cô ạ? À? E thêm số ạ. À? Em ơi, khó quá. Khó quá em ạ. Không, anh không bán rẻ. Anh không bán rẻ lương tâm của mình đến như vậy. Cố lên Haure ơi, cố lên Haure ơi. Anh chỉ cổ vũ về mặt tinh thần được thôi. Anh chỉ cổ vũ về mặt tinh thần. Ok, bây giờ tôi sẽ cổ vũ Khang Nết. Cái aura của tôi hy vọng rằng Haure là một trong những đối thủ mà đéo biết dùng vũ khí này các bạn ạ. Nó đánh được đéo ai đâu. Trong khi đấy Khang Nết á, nó thi đấu cực kỳ tốt. Cái búa này là vũ khí tủ của Khang Nết. Thấy chưa? Khang Nết nó mà đã dùng vũ khí này thì ít có đối thủ nào ăn được nó lắm. Thôi chết mẹ rồi, đéo ăn được nó thật à. Haure đánh được đéo ai. Tôi nghĩ là trận này 5-0 Khang Nết chiến thắng, đeo nói nhiều. Aura ơi, kích hoạt đi Aura. Sao nó cần Aura kích hoạt, Aura đéo kích hoạt nhở? Stand, fight to your last breath. Làm sao để Aura kích hoạt bây giờ? 4-0 rồi, Haure ơi. Và bây giờ Khang Nết đã bảo là cho đối thủ đánh mình còn thấp thấp máu một tí. Thì Khang Nết mới bắt đầu chiến đấu trở lại. Khang Nết làm được các bạn ạ. Các bạn phải tin vào Khang Nết. Sẽ là một pha Nobita đến từ vị trí của Khang Nết. Đen cho Khang Nết quá. Bị Haure đánh mới đau chứ lại. Đen cho Khang Nết thế nhở. Quả thật là tôi không muốn nhìn thấy Khang Nết bị đánh chút nào cả. Khang Nết đã mất đi cái chiếc mũ của mình rồi. Cố lên Khang Nết ơi, sao Khang Nết lại cứ đứng im vậy Khang Nết? Phản kháng đi Khang Nết. Đã cho đối thủ một trận thắng danh dự rồi.
Ô kìa, găng nét làm gì đi. Một trận thắng nữa là thắng rồi mà. Khang Nết đã lùi về phía sau, Khang Nết bổ rất đau, Khang Nết đã máu vàng, trong khi đấy Haure thì vẫn còn một lượng máu khá lớn trên cơ thể. Haure dẫm đất, Haure vụt. Trời ơi, Khang Nết lại thua, tôi không biết phải làm nào cả, tôi buồn quá đi mất. Từ từ thôi, đúng rồi, Khang Nết hất tung đối thủ lên, đối thủ chọc vào chân Khang Nết. Khang Nết lùi về, Khang Nết lại định đánh vào chân đối thủ. Đối thủ lại đánh vào mặt Khang Nết. Khang Nết lại sử dụng kỹ năng. Một pha búp đàm đến từ vị trí Khang Nết. Sát thương là quá cao. Haure cũng trả thù. Cố lên Khang Nết. Khang Nết bị đánh. Ôi, có người đôn nết kìa. Hủy kèo e thêm số ạ, 50k coi mặt mếu. Không cần hủy đâu, không cần hủy đâu ơi. Khang Nết chiến thắng đến nơi rồi. Khang Nết đánh hay lắm. Bùi rủ uy skin trượt. Có vẻ như Haure đã né được những cái kỹ năng đến từ vị trí Khang Nết, dồn đối thủ về sát chân tường. Và đây là lúc Haure có thể rút gọn tỷ số 3-4-3. Victory will not come easily. It must be seized. Cố lên Khang Nết ơi, anh cổ vũ mày mà. Anh cổ vũ mày mà. Khang Nết vẫn chưa chịu đầu hàng các bạn ạ. Khang Nết bảo là Khang Nết làm được. Khang Nết húc đối phương. Khang Nết dậm đất. Đối phương bị vụt liên tục vào mặt. Khang Nết đỡ được. Đối phương đã phải búp. Đối phương sử dụng kỹ năng đặc biệt rồi. Khang Nết không kịp né. Khang Nết bảo là lượng máu này không ăn thua. Có thể gọi là Khang Nết đang chấp đối phương. Một cái lượng máu như này Khang Nết có thể lật kèo được. Quá đơn giản đối với cả Khang Nết. Khang Nết đã tấn công vào lưng đối phương. Đối phương lùi về. Cố lên Khang Nết ơi. Ui, 4 đều mất rồi. Đen cho Khang Nết quá. Tôi buồn quá các bạn ơi. Tôi buồn quá. Thằng em tôi nó thua rồi. Yo, trông Khang Nết lúc này ăn mặc khá là biến thái các bạn ạ. Trông ăn mặc kiểu hiểu sao. Mắt ó đéo gì ăn mặc cái kiểu này. Tôi nghĩ là Khang Nết vẫn có thể lật kèo được. Khang Nết vẫn lật kèo được các bạn ạ. Cố lên Khang Nết ơi. Khang Nết hất đối phương rất đau. Khang Nết bắt đầu đỡ rồi các bạn ơi. Khang Nết lại chọc đối phương. Haure chỉ có nửa cây máu mà thôi. Khang Nết còn đến 2 thanh nộ. Haure hơi chủ quan trong tình huống vừa rồi. Đỡ rất tốt đến từ vị trí Haure. Khang Nết ơi, cố lên nào. Cố lên nào Khang Nết, để nó đánh đau thế. Cố lên Khang Nết. Em của anh. Ôi, Khang Nết thua rồi. Khang Nết thua rồi. Tôi buồn quá các bạn ơi. Tôi buồn quá các bạn ơi. Tôi buồn bất khóc. Khang Nết thua mới đau chứ lại. Tôi buồn quá các bạn ạ. Ôi trời ơi. Ôi tôi buồn quá. Tôi đéo nghĩ Khang Nết lại thua. Thắng 4-0 rồi xong bị lật thành 5-4. Ôi trời ơi. Ôi Natasha lại gửi bắt phở à. Ôi cảm ơn nhá. Cảm ơn Natasha rất là nhiều. Ôi tôi đéo nghĩ là Khang Nết nó thua được ấy. Thằng này nó kém thế chứ lại. Mẹ anh cổ vũ mày hết nước hết cái rồi. Nói gì thì nói là do thằng Đinh Anh nó quá đỏ thôi. Thằng Đinh Anh nó đỏ quá. Sợ thật 4-0 mà ông ấy bị lật kèo. Không có thực lực thì mới buồn. Con mẹ đau bụng quá. Hai nhà tài trợ của chúng ta bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Aura nào tự nó thi đấu. Tôi thề đéo nghĩ là 4-0 mà thằng Khang Nết nó vẫn thua được. Tôi chỉ thử cổ vũ thôi các bạn ạ. Tôi chỉ thử cổ vũ thôi. Đéo anh ngờ mà nó thua thật.
Đấy là tôi chỉ thử đấy đấy. Vậy là Đinh Anh Ghẹo sẽ bước tiếp vào vòng trong. Các nhà tài trợ của chúng ta, hai nhà tài trợ là đi hết rồi. Ôi, có người donate kìa. Ngon lành 50k. Ok, cảm ơn ơ. CT Phỏn và Trung Dũng Đỗ còn đây không? CT Phỏn và Trung Dũng Đỗ. Đéo biết tôi đọc có đúng tên không? Trung Dũng Đỗ có, CT Phỏn có, ok. Hai em sẽ đấu ở trận này. Hình như là cả hai bạn đều không có nhân vật đúng không? Cả hai bạn đều không có nhân vật. Thì chúng ta sẽ lựa chọn cho hai bạn này nhân vật gì để thi đấu nhỉ? Hoặc là hai bạn đây, dạo qua một tí nhá. Dạo qua một tí nhá. Để xem có những cái đối thủ nào. Không thì CT Phỏn với cả Trung Dũng Đỗ nghe các bạn viewer. Nghe các bạn viewer. Lấy một con số nào đấy của các bạn viewer đi. Hai em không muốn nhân vật thì lấy một con số nào đấy của các bạn viewer. Lấy một con số bất kỳ của các bạn viewer. CT Phỏn lấy 75. Trung Dũng Đỗ 49. 75 với cả 49. Anh em chờ tí nhá. 75 49 nhá. Các bạn ấy tự chọn rồi, các bạn ấy tự. Ui cái số 49 nó suốt ngày thua thôi em ơi. 195 90 85 80 75. 75 là của Thanh Ngân. 49 VS 53. Vậy là nhân vật của Center Phỏn sẽ là bạn Thanh Ngân, một bạn gái cực kỳ xinh đẹp đã từng du học ở đất nước Thụy Sĩ. Và trong khi đấy 49 của chúng ta là ai? Chúng ta sẽ xem 49. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 49 là Hinake Koneko. Một bạn cũng là một bạn gái nữa, có vẻ như các bạn này mã số em sinh viên 49. Ok, chúng ta sẽ quay vũ khí của hai bạn sẽ là vũ khí số 5. Vũ khí lửa ngôn. Vũ khí lửa ngôn các bạn ơi, vũ khí lửa ngôn. Map thi đấu 3. Số hiệp là 4. Vũ khí lửa ngôn, map thi đấu 3. Đây sẽ là một trận đấu của những cô nàng biến thái. Cô nàng Hina Koneko và cô nàng Ngân Nghẹo. Chúng ta sẽ cùng xem rằng hai cô nàng này của chúng ta sẽ làm gì trong trận thi đấu này đây. Thôi sẽ đổi vũ khí cho hai bạn đã. Bé Ngân Nghẹo của chúng ta ngày hôm nay đi thi đấu với trang phục là cởi trần các bạn ạ. Đây sẽ là một cái vũ khí cực kỳ hợp với cả hai cô nàng của chúng ta. Vũ khí mang tên lửa ngôn. Để xem ai là người giành chiến thắng. Phan Hải có đây không nhở? Phan Hải có đây không nhở? Điểm danh thằng Phan Hải cái. Thằng này chắc trốn rồi. Điểm danh nó cái. Phan Hải lần 1. Phan Hải lần 2. Phan Hải lần 3. Đếm ngược. Má lại gọi con mẹ. Nó vẫn có anh em ơi. Nó vẫn có. Thằng Phan Hải nó tỉnh táo quá. Mày cứ cẩn thận. Tao còn gọi mày nhiều Phan Hải ạ. Tao còn gọi tên mày nhiều. Nó có mắt anh em ạ. Nó có mắt. Thằng này khôn quá. Ok, chúng ta sẽ đóng kèo. Có vẻ như Hina Koneko và Ngân Nghẹo sẽ là hai đại diện của Center Phỏn và Trung Dũng Đỗ. Rất khó để chúng ta có thể tìm ra được người chiến thắng. Đại diện cho Center Phỏn là Thanh Ngân, hay chúng ta được biết tới là Ngân Nghẹo. Và đại diện cho Trung Dũng Đỗ là Hina Koneko.
Vũ khí lửa ngồn của chúng ta là một trong những cái loại vũ khí mà có những cái tình huống dở khóc dở cười. Chỉ thiếu một chút là không thi đấu ở trong map thi đấu Nobita, không thì chúng ta sẽ còn phải chứng kiến nhiều pha mãn nhãn hơn nữa. Vừa vào thì Thanh Ngân đã bị Pina Kuneko đánh rất là đau, nửa cây máu đã bốc hơi. Trong khi đấy thì Hina phòng thủ khá là tốt trước những đòn tấn công của đối phương, thì Thanh Ngân đã bị hất tung lên rồi. Một pha lửa ngồn đến từ vị trí của Hina. Thanh Ngân bắt trước nhưng mà không được như đối thủ của mình. Thanh Ngân đã nằm xuống. Trang phục của Hina ngày hôm nay trông khá là đẹp mắt, với chiếc váy đen, áo đỏ có in cờ Thụy Sĩ. Đúng không? Cờ này là cờ Thụy Sĩ hả mọi người? Cờ chữ tập trắng mà xung quanh đỏ ấy. Thụy Sĩ hay là Thụy Điển? Thụy Sĩ đúng không? Thụy Sĩ đúng không? Hội chữ thập đỏ á. Cả hai đều đã có thanh nộ rồi. Ai sẽ là người sử dụng kỹ năng trước đây? Thanh Ngân đang bị đối thủ đánh rất là gắt. Thanh Ngân đang thua ở trận thi đấu đầu tiên. Lửa ngôn! Lửa ngôn chính xác rồi! Một pha lửa ngôn chính xác đến từ vị trí Hina Kodeko. Thanh Ngân có thể sẽ phải nằm xuống luôn trong tình huống này. Ôi, có người donate kìa! Mua Thanh Ngân giá BN Hill thầy. Dù gì đi chăng nữa thì tôi tin rằng là Thanh Ngân có Hina Kodeko có thể giành chiến thắng. Một pha Nobita từ vị trí khá là xa. Cố lên Hina Kodeko. Tôi luôn luôn tin tưởng Hina Kodeko khi mà xem cái giải 100 người thi đấu. Bạn ấy đã cống hiến cho chúng ta những pha thi đấu cực kỳ mãn nhãn. Và ngày hôm nay ở trận vòng loại của một giải đấu cỏ như thế này, thì đây là những cái đối thủ mà Hina Kodeko gặp sẽ không phải là rào cản quá lớn. Và rất dễ để mà Hina Kodeko có thể là nhà vô địch. Đấy, nhìn cái cách mà Hina đánh mà xem, không có một hạt sạn nào, ngay cả cách ăn đòn nhìn cũng rất là mãn nhãn. Không sao, nếu có thua thì cũng mới chỉ là 2-1 các bạn ạ. Mới chỉ 2-1 thôi. Thôi tôi đi rồi. Không, tôi cổ vũ thôi. Tôi cổ vũ thôi mà. Đây là tôi cổ vũ rõ ràng. Đã đủ thanh nộ rồi. Liệu Hina Kodeko lửa ngôn. Ui lửa ngôn đẹp quá. Quả không hổ danh là một trong những người có kinh nghiệm thi đấu ở trong một giải đấu lớn. Hina Kodeko đã bắt đầu tấn công vào chân đối thủ, cũng như là cách sử dụng những kỹ năng đặc biệt hoàn toàn chuẩn xác. Hina Kodeko thắng rồi. Hai đều. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Hay quá Hina ơi. Tôi cổ vũ hết nước hết cái cho Hina. Hina bị đánh rồi. Trên vừa lấy đua không ban được. Có vẻ như trận thi đấu này thì Hina Kodeko đang thả đối phương của mình hơi sâu. Một pha combo thành công đến từ vị trí của Hina. Hina thắng rồi. Hina thắng rồi các bạn ơi, mừng quá. Thôi, tôi trung lập. Trung lập. Thanh Ngân liên tục là những pha uốn người dí vào đối phương. Không phải lửa ngôn là một pha búp sát thương của kỹ năng đến từ vị trí Hina Kodeko. Thanh Ngân đã cởi bỏ lớp mũ của mình. Hina của chúng ta máu chỉ còn thanh máu vàng thôi. Rất có thể Hina sẽ bị đối thủ tấn công. Lửa ngôn. Trời ơi, Hina thua rồi. A đều rồi. Không vào map Nobita nào. Thế mới kinh như vậy. Chưa vào map Nobita nào cả. Thế mới dị.
Cả hai đấu sĩ của chúng ta đã bắt đầu cởi bỏ lớp áo ngoài, trong khi Thanh Ngân cởi trần thì Hina lại chỉ lựa chọn là cởi lớp áo ngoài mà thôi. Một pha trao đổi chiêu thức cực kỳ mãn nhãn đến từ hai thí sinh. Hina tạm thời là đang yếu máu hơn đối thủ. Thanh Ngân đang chứng tỏ mình là một trong những lính mới nhưng mà vẫn có thể cởi chuồng luôn rồi. Thanh Ngân cởi chuồng luôn rồi các bạn ơi. Lửa ngôn thành công các bạn ơi, lửa ngôn thành công. Hay quá Hina ơi. Tí thì Nobita. Hina thi đấu quá tốt. Có nộ kìa, có nộ kìa, dùng đi. Có nộ kìa. Ai thua trong pha trao đổi vũ khí này? Ai lửa ngôn trước, ai lửa ngôn trước thì người đấy thắng. Ôi trời ơi, tôi cổ vũ Hina như thế mà Hina lại thua. Tôi cổ vũ như thế mà Hina thua các bạn ạ. Không thể hiểu nổi đấy. Nó cứ thế nào ấy. Con mày. Tôi nói thật với các bạn, tôi cũng sợ cái aura của tôi quá. Tôi cũng sợ aura của tôi quá các bạn ạ. Cái aura của tôi nó khét thật đấy. Chúc mừng ôi, có người donate kìa. Các bê ơi, ở đâu bán coi nhỉ, mặt mếu chơi bên thầy mất hết. Mày bảo mày mua Thanh Ngân thì anh mới cổ vũ Hina, thế mà mày lại bảo mày hết xu. Thằng này vô lý. Rõ ràng phát donate trước là nó bảo là nó mua Thanh Ngân, mình mới cho Thanh Ngân chiến thắng, mới quay sang cổ vũ Hina, mà bây giờ nó lại bảo nó hết xu. Không hiểu nổi thằng này. hai nhà tài trợ giải đấu của chúng ta. Dị thật. Rồi chúng ta sẽ quay những thí sinh tiếp theo. Họ sẽ thi đấu như thế nào sang đến vòng 2 của chúng ta. Con mẹ mà đau hết cả ruột. Tôi chỉ buồn cười trận thằng Khang Nết. Trận thằng Khang Nết nó đi vãi đái thật. Thắng 4-0 mà còn bị loại. 8 thí sinh của chúng ta sẽ thi đấu vòng thứ 2. Xem ai là người chiến thắng. Có thầy ơi, cái đéo đã điểm danh đâu mà có. 1 2 3 Ducky nghẹo sẽ đấu cả Chu Du. Những bạn này có thể chọn lại nhân vật nhá, hoặc là các bạn vẫn dùng những nhân vật cũ thì báo cho ban tổ chức. Setterfort và Leon Tài. Đinh Anh Nghẹo sẽ đấu với cả Limot. Phan Hải Nghẹo sẽ đấu với Well. Ui rồi ôi, hai thằng này nó lại đấu với nhau rồi. Núi nó bảo là nó tài trợ là chỉ đánh game này. Ducky Nghẹo và Chu Du có đây không nhở? Ducky Nghẹo và Chu Du có đây không? Đánh game này đến tận chung kết luôn. Chu Du có. Ducky Nghẹo có, ok. Limot có đây không? Limot có đây không? Ôi, có người donate kìa. Có những game gì có thể lên giải thầy nhỉ? Có dịp e xin tài chơi nguyên một giải ạ. Limot có. Anh đợt sắp tới sau con Riven ấy thì sẽ là có một cái gọi là giải giếng làng Olympic với tất cả những bộ môn nào mà có thể lên kèo. Đấy. Có nhiều game lắm, tóm lại là nhiều game để mà các bạn thi đấu, ví dụ như ở game PES này, hay là Naruto này, King of Fighter này, hay là WWE, hoặc là con game này. Làm hẳn giải một củ á? Hay là như này đi, làm mẹ luôn giải to nhá. Làm luôn giải Olympic nhá. Giải River đấy coi như là vẫn sẽ có.
Nhưng mà làm luôn giải Olympic nhá. Vẫn lấy cái danh sách mà các bạn đã gửi. Bây giờ chỉ có thêm vào thôi. Ok, vậy thì tôi sẽ đổi cái danh sách kia, giải thưởng sẽ tăng lên. Giải thưởng sẽ tăng lên. Vậy thì chúng ta sẽ chạy luôn giải Olympic. Bây giờ những bạn nào mà muốn tham gia mà chưa đăng ký thì nhanh tay đăng ký. Tôi sẽ post lại lên đây link đăng ký một lần nữa. Bạn nào chưa gửi đơn thì bạn đấy vào nhá. Tôi quên mẹ link đăng ký thôi các bạn ạ. Vậy thì cái game Riven kia kìa, nó sẽ là một trong những game mà nằm trong giải Olympic thôi. Em mà chúng em donate thấy hết luôn. Ok Abi ơi, quyết định vậy ơi, quyết định vậy nhá. Những bạn nào đăng ký đây, bây giờ từ từ, đây để tôi ấn lại vào cho các bạn xem. Tóm lại là bạn nào bây giờ tôi sẽ kiểm tra. Ôi, có người donate kìa. Em có tên trong danh sách giải chưa ạ? Thì anh sẽ tự nốt vào rồi. Nhưng mà giải của chúng ta khắc nghiệt lắm, vì là loại trực tiếp mà. Loại trực tiếp nên chúng ta sẽ, các bạn có tài trợ thì các bạn cũng sẽ ra đi sớm thôi. Nhưng mà với một cái... Ôi, có người donate kìa. Tôi ghét ban tổ chức mà không công tâm như thế này, vì tiền mà mù con mắt đề nghị ban tổ chức trung lập và công tâm lại ngay hả? Lý ơi, cậu gạch tên mày luôn đấy. Mày thích não không? Đây, hiện tại thì danh sách của chúng ta đã có 166 người đăng ký tham gia rồi. 100... Đây rồi. 1 nút đen thôi là mày đi luôn Ly ạ. Đinh Anh Nghẹo ở đây, để anh xem nào. Đinh Anh Nghẹo mày có rồi, thằng Đinh Anh Nghẹo mày đăng ký số 5 đây này. Thằng Núi thì có rồi, thằng Núi, thằng Khang Nết cũng có rồi. Abi có rồi, gì nữa? Abi đây này. Thành Đẹp Trai có rồi. Tóm lại là những anh em nào đã gửi mail vào đây, anh em nào đã điền cái mail này thì anh em sẽ đều có tên rồi. Bây giờ các bạn chỉ cần nhớ cho tôi là các bạn đã điền vào cái mail chưa? Đã điền vào mail chưa? Nobita có rồi, Ngài có rồi. Hiện tại là có 166 người tham gia rồi. Và theo như bạn muốn tài trợ ấy, thì tôi nghĩ là sẽ chạy giải Olympic luôn. Và tôi đang tính là giải thưởng như thế nào. Bạn bạn donate bằng Play đua, thành ra là tôi cũng không biết là nick Facebook của bạn là gì. Đây, tôi sẽ gửi cho các bạn cái đơn đây. Link để mà các bạn đăng ký tham gia một lần nữa. Gửi cho anh em ở đâu nhỉ? Lấy link chỗ nào hả các bạn? Những ai chưa đăng ký thì các bạn vui lòng đăng ký vào đây. Tôi post lên comment. Giải nhất 1 triệu. Ok, cái đấy thì tôi sẽ tính. Gửi lên đây một phát. Ôi, có người donate kìa. Có link FB đấy à? Tìm tên E là có á? Tìm tên em. Đây, link đăng ký tôi gửi lên là một này. Tôi post lên lại group một lần nữa. Cái đơn đăng ký này là đơn Olympic. Làng Nghẹo Olympic. Sẽ bao gồm tất cả những bộ môn nào mà tôi đã đưa ra để cho các bạn kéo co từ trước đến nay. Nó sẽ đều xuất hiện. Và quay vào game nào thì các bạn sẽ phải thi đấu bằng game đấy. Olympic. Ok Zozo, có gì ngày mai anh treo máy anh tải nhá. Có chỉnh sửa được không nhở? Ok, giải đấu này tôi về cái giải thưởng tôi sẽ thay đổi.
em đăng ký rồi nên thầy cứ tìm tên em có link Facebook nha. Rồi ok ơ. Nếu mà các bạn đã đăng ký, đã gửi đơn thì chắc chắn là sẽ có. Xin lỗi anh em nào đang thi đấu giải nhá, thì cái này nó giữa chừng một chút. Có gì các bạn vui lòng chờ, tôi sẽ dừng điểm danh. Tôi sẽ dừng điểm danh nhá. Rồi mọi người, những ai chưa đăng ký thì mọi người đăng ký nhá. Mọi người đăng ký đi. Chúng ta sẽ xem là bao nhiêu người tham gia. Vẫn 166, ok. Mọi người vào group rồi đăng ký nhá. Đây group của tôi đây. Những anh em nào chưa vào thì vui lòng ấn click tham gia hộ tôi cái. Tôi nghĩ là vào thêm một nhóm cũng không vấn đề gì đâu đúng không? Em ngủ đây tẹo đến chất em dậy. Ok, chúng ta sẽ quay trở lại với cả trận thi đấu của ngày hôm nay. Ok, và tôi nói qua về cái hình thức đấy rồi nhá, xong rồi nhá. Thí sinh á, bao nhiêu người mỗi bạn đăng ký một cái cho tôi, chơi đẹp mỗi bạn đăng ký một cái. Kể cả 1000 người cũng được, 1000 người tôi tổ chức theo hình thức loại nó nhanh lắm. Đắc kỳ nghẹo vết Chu Du. Quay trở lại với cả trận thi đấu của chúng ta giữa hai bạn Đắc Kỳ Nghẹo và Chu Du. Để xem ai là người chiến thắng. Mọi người chờ tôi tí nhá. À, hai bạn này vừa lấy là có chọn nhân vật gì không nhở? Đắc Kỳ Nghẹo với cả Chu Du vừa lấy là có chọn nhân vật nào không? Ôi giời, sao cái thằng kia nó lại cứ bị ban thế? Chu Du số 16 này. Đắc Kỳ Nghẹo có chọn số nào không nhở? Tại vì tôi quên mất rồi, vừa lấy Đắc Kỳ Nghẹo số 53, ok. Bây giờ tôi sẽ xem hai nhân vật này của chúng ta là như thế nào. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Đắc Kỳ Nghẹo đã sử dụng nhân vật Đức Vr, một nhân vật rất là biến thái của giải chúng ta. Trong khi đấy thì Chu Du số 16, chúng ta sẽ xem số 16 của Chu Du là ai. Ôi, có người donate kìa. Tuy là cháu cậu có thể donate cho cậu luôn 1 triệu, nhưng thấy cậu không công tâm như này cháu thấy buồn quá. Cô có tâm trạng donate cho cậu luôn mặt mếu. Mày đừng có ra mồm. Mày đừng có ra mồm. Đã là cháu Nam Tòng à? À ok. Chúng ta sẽ xem vũ khí của họ là gì. Đừng có mà theo ông này. Lại vũ khí biến thái. Vũ khí lửa ngồn. Map thi đấu 3. Số hiệp. Số hiệp 5 các bạn ơi. Vũ khí lửa một lửa ngồn. Map thi đấu 3. Lại một lần nữa chúng ta sẽ được chứng kiến những màn múa may quay cuồng của hai đấu sĩ biến thái. Võ Tòng. Và Đức Vr sẽ đại diện cho một thí sinh tham gia thi đấu. Ôi, có người donate kìa. Giải lìn bịp nhà tài trợ bị chèn ép. Nhà tài trợ đéo thì thắng đến 4-0 còn thua. Nhà tài trợ kém đéo chịu được. Bắt đầu bây giờ lên chửi ban tổ chức. Nhà tài trợ gà vãi đái ra. Map thi đấu 3 số hiệp là 5. Hai nhà tài trợ vào thi đấu thua mẹ luôn. Chúng ta sẽ cùng pick cho Đắc Kỳ Nghẹo trước. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18. Nhân vật của Đắc Kỳ Nghẹo là Đức Vr và nhân vật của Chu Du, Nam Tòng.
Đóng kèo. Hơi lệch các bạn ạ. Thầy đã có 2 phiếu report từ nhà tài trợ. Mẹ cày. Tại bọn nó gà ấy các bạn ạ. Tại bọn nó gà. Tôi đã cố hết sức, tôi cổ vũ rồi. Map này có quen không các bạn? Map này là của Không Sợ Vợ đúng không? Từ từ em chưa đặt à? Ui dồi ôi, đặt chậm thế. Thường anh vích tướng xong phát là đóng kèo luôn. Bây giờ chúng ta sẽ tìm, sẽ tìm ra người chiến thắng. Tóm lại cứ vào map này thì tôi nhớ đến thằng Không Sợ Vợ. Còn cứ có tình huống bị rơi ra ngoài thì tôi nhớ đến thằng Nobita. Mọi người ai chưa đăng ký vào cái đốc tham dự giải làng nghẹo Olympic thì các bạn tham dự nhá. Chúng ta sẽ nâng giá trị giải thưởng lên khi mà được nhận thêm tài trợ. Vậy là Đức VR đã có trận chiến thắng đầu tiên của mình. Cởi bỏ lớp áo biến thái đi thì Đức VR lại như một người khác. Nhưng mà chúng ta sẽ công tâm. Xin Linh, anh vừa post Linh lên rồi mà. Anh post cả Linh ấy lên đây, Linh group đây này. Để anh em nào chưa tham gia group thì anh em tham gia vào group Facebook nhá. Tôi nghĩ là các bạn ấn một nút tham gia là xong ấy mà. Sao lại đổi tên anh? Ôi, có người donate kìa. Có mỗi 2 nhà tài trợ mà bị chèn ép, làm deck gì còn ai tài trợ nữa, bịp. Tí có God of War. Tôi nói thật đéo ai như cái giải này. Nhà tài trợ đéo gì yếu phải đái ra. Tôi chỉ ô long thôi. Có vẻ như trong trận sang đến hiệp thi đấu thứ 3 thì Nam Tòng của chúng ta đã bắt đầu quen với cái vũ khí biến thái này. Vũ khí lửa ngồn. Một pha lửa ngồn đến từ vị trí của Nam Tòng. Hất đối thủ lên trên cao. Kết thúc cực kỳ mãn nhãn, perfect luôn. Bịp đấy đừng tham gia. Cảm ơn ơ nhá. Ôi ơ tặng trứng à. Ơ đẻ trứng à. Anh em yên tâm đi. Những bạn nào mà tài trợ và donate ấy, tôi sẽ cho vào bảng gọi là bảng tử thần. Ok, những bạn nào mà bị trùng tên thì tôi sẽ xóa bớt. Hy vọng rằng là các bạn đừng spam. Các bạn đừng spam. Tôi thì tôi cũng không có thời gian để mà check đâu, nên cái ý thức của mọi người là chính. Anh Nam ơi, khăng nết mắc chị Vi anh được mấy chục củ tiền donate. Cái thằng muốn láo thật đấy. Nó thua do kỹ năng xong rồi nó bắt đầu nó chơi bẩn các bạn ạ. Liên tục là 2 pha trưởng đến từ vị trí Đức VR. 2 pha lửa ngồn. Đổi tên thì sau khó lấy giải thôi. Đổi tên nếu như mà sau vô địch thì cái lúc mà anh check nick Nemo ấy, thì có gì anh sẽ check bằng cái số ID. Đổi tên thôi thì vẫn được, nhưng mà đừng đổi nick. Đừng đổi nick. Các bạn lưu ý là... Ôi, có người donate kìa. Em quên thêm link FB nên đăng ký lại, anh xóa cái đăng ký trước đi ạ. Ok, Phantom93 ơi. Có vẻ như giải đấu Olympic này của chúng ta hơi khắc nghiệt đấy. Hơi khắc nghiệt đấy. Hoặc là tôi sẽ suy nghĩ như này các bạn ạ. Tôi sẽ như này. Ôi, có người donate kìa. Giải này bịp từ đầu tới chung kết, anh em đừng có tham gia làm gì mất công lắm. Ban tổ chức này bịp. Có ban được play đua không các bạn? Tôi ban mẹ thằng khăng nết lại. Bây giờ tôi đang, hiện tại là tôi đang để là có 3 top được nhận tiền. Là top 1, top 2, top 3. Nếu như mà các bạn thích thì tôi có thể xem san giải thưởng ra. San giải thưởng ra. Các bạn hiểu không? Có nghĩa là mình sẽ cho giải top 1, top 2, top 3 có thể thấp lại một chút. Để mà những cái top dưới cũng nhận được thưởng. Cũng nhận được thưởng. Ôi, có người donate kìa. Éo giờ... đổi được tên group nữa, chứ đổi được là đổi mẹ thành làng bịp.
san ra như vậy là có khoảng tầm ví dụ 10 đến 15 người được giải chẳng hạn. Thì quan trọng là tôi cần phải biết được là nguồn tài trợ sẽ là bao nhiêu. Tôi công khai cho mọi người biết là hiện tại tính đến hiện tại là số tổng số tiền được nhận được tài trợ rồi là nó vào khoảng 40.000. 40.000. Các bạn, nó bị cắt phế các bạn ạ. Phế hơi nhiều. Mọi người đang mải mê vào cái giải đấu. Đéo quan tâm gì đến trận thi đấu của hai bạn Đức Zero và Nam Tòng. Một pha Nobita thành công. Vừa Nobita lại vừa làm cho đối phương hết máu. Nhưng mà tôi nghĩ là thêm anh em tài trợ nữa thôi là đủ giải rồi. Tính đến thời điểm hiện tại là đang có khoảng tầm hơn 500.000 tiền anh em đăng ký tài trợ. Và bây giờ thêm bạn nữa, bây giờ tôi sẽ quyết định là giải thưởng cho các bạn sẽ là bao nhiêu, phụ thuộc vào bạn Tôi sẽ chia làm sao cho tối thiểu anh em nào được giải tối thiểu là được 100.000. Anh em nào được giải sẽ tối thiểu nhận được 100.000. Ôi, có người donate kìa. Ơi, đừng tài trợ nữa, rút tiền đi, giải bịp lắm, đừng giải bạn ơi. Vậy là tỷ số là 4 đều. Sao kê thì bây giờ clip ở trên Nemo vẫn còn, anh em cứ ngồi xem lại. Anh em cứ ngồi xem lại, cứ lúc nào mà hiện donate lên là các bạn biết là các bạn donate bao nhiêu. Mọi người cứ lọc lại những cái clip trên Nemo, ngồi đếm lại. Anh em nào cần sao kê thì ngồi đếm lại clip trên Nemo là các bạn sẽ ra được tổng số tiền. Dễ mà. rất là nhiều nhà tài trợ đang kêu gào. Một pha lửa ngồn đến từ vị trí của Nam Tòng. Clip ở trên Nemo thì giữ lại. Rồi, vậy là Đức Vira đã là người giành chiến thắng. Và đồng nghĩa với việc là bạn Đắc Kỳ Nghẹo đã vào vòng trong. Đòi sao kê thì... Mà rõ ràng là các bạn tự tài trợ đấy chứ. Các bạn không tài trợ tôi vẫn tổ chức giải cơ mà. Còn các bạn tài trợ thì buồn quá anh ơi. Các bạn mày hơi đen khi mà dính vào thằng Nam Tòng. Thằng đấy nó yếu, mạnh là sao bằng anh. Mày pick 5x thì có thể thắng được không? Cảm ơn mực nướng nhá. Có cho rút tiền tài trợ không? Đéo cho. Ôi ơi, có người donate kìa. Anh em hủy giải đi, không ăn được tiền đâu, giải bịp mẹ. Từ ban tổ chức tới kế toán. Càng nết này. Đâu, cái trận với tôi chả thắng rồi còn gì nữa. Bảo vũ khí lửa ngồn. Ok, để tôi xem. Ôi, có người donate kìa. Công khai tài trợ một củ ạ. Đấy nhá, anh em tài trợ một củ. Mọi người nghe thấy gì chưa? Anh em tài trợ một củ. Công khai. Tôi thích cái công khai này. Bạn ơi, tôi thích cái công khai này. Mẹ. Giải của chúng ta sẽ hơn một củ. Bạn có thể nói là 100.000 được mà. Bạn nói toẹt là thế. Ôi, có người donate kìa. Củ khoai. Ngon. Khổ quá, thì các bạn ơi, tập trung vào cái giải đấu này cho xong đi đã. Tập trung vào cái giải đấu cho xong đi. Gần 12 giờ rồi mà giải đấu vẫn chưa xong. Mà có mỗi 16 bạn tham gia. Ôi, có người donate kìa. Có gì ít riêng thầy ạ, số có thể thay đổi mà mặt cười. Ừ, tôi thấy bạn này là hợp lý này. Công khai một củ cho mọi người như này là hợp lý này. Ai cũng nhìn thấy. Ai cũng thấy các bạn ạ. Đéo biết bao giờ mới xong. Cần mẹ cái giải. Thôi rồi, tôi cứ cho mấy bạn này thi đấu thôi. Center Phỏn và Leon Tài. Center Phỏn với Leon Tài còn đây không?
hay là ngủ rồi? Chọn cho tôi một con số đi. Centerfort với Lê Văn Tài, chọn một con số đi. Centerfort số 84, Lê Văn Tài số mấy? Chi-chi à? Chi-chi. Chi-chi là số 6. Ok, chúng ta sẽ xem vũ khí của hai bạn này là gì. Vũ khí của hai bạn này là vũ khí số 18. Map thi đấu 3. Số hiệp 4. Không vào số 2 nào nhờ các bạn nhờ. Không vào số 2 nào ấy. Lê Văn Tài 23. Đang chi lại đổi sang 23. À ok. Mày dốt lắm, mày dốt lắm. Cái ly nó lót đường cho mùa giải, mày chọn nó làm cái gì? Để nó dụ. Cái ly nó thua rồi xong rồi nó bất mãn, nó lên đây nó kêu gào, mày không thấy à? Mày lại đi chọn nó. Này, mày nhìn nhân vật của cái ly như này đi. Olympic thì lập tộc tính huy chương à? Ok, để anh nghĩ về cái hình thức đấy một tí. Ý kiến của núi thì có vẻ cũng hay. Ý kiến của núi có vẻ cũng ok, cũng ok. Vậy là giải sẽ chia đều cho các thành viên trong tộc, thay vì việc là sẽ có top 1, top 2, top 3 đúng không? Mỗi tộc thì tôi nghĩ là khoảng tầm bao nhiêu người thôi. Mỗi tộc khoảng tầm bao nhiêu người thôi. Từ từ cho tôi xong nốt cái giải này đã. Mọi người ơi, mọi người chờ đi. Xong cái giải hỗ trợ 22, 21, 20. Ôi, có người donate kìa. Giải bịp lắm anh núi ơi, sủi thôi anh ơi. Còn mẹ. Chờ xong cái giải này đã mọi người ơi. Xong rồi thì chúng ta bàn luận về cái Olympic một tí. Mỗi người góp ý một tí để xem là như nào nó hợp lý. 84 đúng không? 195, 90, 85, 84. Nhân vật của bạn Centerfort đấy à? Bao nhiêu nhân vật đẹp thì lại toàn đi chọn nhân vật xấu òm này. Nhân vật của Centerfort của chúng ta là một cướp biển. Tôi nói thật với anh em chứ mẹ. Tôi còn bỏ thêm tiền ra để làm giải chứ đâu phải là chỉ lấy tài trợ của các bạn. Ôi, có người donate kìa. Anh em đừng nghe rủ, giải bịp lâu nay rồi, hôm nay tôi bị chèn ép nên mới nói ra. Thực ra trước nay chúng tôi chia đều nhưng hôm nay ông ấy ăn một mình. Thằng càng nét này. Sàn thi đấu 3 số hiệp 4. Mẹ nó chứ. Ôi, có người donate kìa. Tài trợ giải chưa bao giờ qua nổi vòng bảng. Hôm nay bọn này nó bóc phốt bằng donate luôn. Sợ thật. Có khi tôi phải đổi cái nhạc donate tôi, mẹ điếc tai quá. Cái nhạc donate điếc tai quá. Mẹ đéo, nó đéo có chỉnh âm thanh. Nó đéo có chỉnh âm thanh donate ạ. Điếc hết cả tai. À, thế ai với ai nhở? Centerfort là số 84. 197. Centerfort của chúng ta là một cướp biển màu xanh lá cây. Trong khi đấy thì Leon Tài lại sử dụng ly nghẹo làm người ra thi đấu thay. Đóng kèo nhá. Lấy tiếng rên của Riku. Anh rên cũng được mà. Tải âm thanh đó về cho Vân. Mà đợt trước mình thu âm cái này ở đâu mình quên mẹ mất rồi. Không hiểu vì sao Leon Tài lại đi tin tưởng vào ly nghẹo. Ly nghẹo Ôi, có người donate kìa. Em nghe mọi người đồn thổi giải bên nhà thầy là uy tín nhất trong giới streamer côn trên toàn thế giới. Em tin tưởng thầy. Đúng rồi ạ. Không biết là thật ra thì tiếng lành thì nó đồn xa thôi. Tiếng lành thì nó đồn xa thôi mà. Ôi, có người donate kìa.
Giải bịp VL anh em nhé. Đừng có tham gia mất công lắm. Tiền chảy về chỗ Chúng rồi. Mẹ thằng thằng nết. Thật ra thì tiếng lành thì đồn xa thôi. Bạn ấy nói thật đấy. Nghe phong phanh đâu thế. Tin các bạn tin. Ôi có người donate kìa. Các nhà tài trợ đi thi đấu. Tới vòng giữ xe bị đuổi về hết. Y cân thật. Nhắc hôm nay anh em spam vừa lấy đùa. Spam vừa lấy đùa. Ủa, anh em ơi, vi béo vào rồi. Ôi, có người donate kìa. Thằng ơ là clone của Nam X đấy. Anh em đừng có tin. Mọi người ơi, vi béo vào rồi. Vi béo vào rồi mọi người ơi. Có vẻ như giải thi đấu của chúng ta mọi người đéo quan tâm nữa luôn. Mọi người đéo quan tâm gì đến cái giải này nữa luôn. Trong khi Ly Nghẹo từ đấy đấy, tôi không cổ vũ Ly Nghẹo là nó thắng ngay. Mọi người ơi, vi béo vào rồi. Ừ, nó cứ tự nhảy donate nhở. Tôi không biết là cái play đua hôm nay nó bị làm sao. Nó cứ tự nhảy donate lên ấy. Ôi, có người donate kìa. Chỉ Vi ơi, nãy giờ The C donate hơn 2 củ rồi đấy. Vợ ơi, tin anh tí đi. Lấy đâu ra mẹ mình có cái tam sao thất bản. Có được 10.000 thôi, anh em nói một câu công tâm cho tôi xem nào. Tí nữa, bây giờ bảo 10 củ, tí nữa tôi đéo nôn được 10 củ ra là tôi đéo được vào nhà ngủ đâu. Nói một câu công tâm cái xem nào. Ly cởi chuồng rồi. Rồi, có người donate kìa. TL đi lỗi hay sao ý nhỉ, DNT 10k mãi cô được. Thôi Vi béo đi ngủ đi. Được 10.000 đô thôi. Con số mỗi lúc một tăng. Mọi người ơi, tập trung vào cái giải đấu của chúng ta đi. Tìm ra người thắng cuộc để mà thằng Khang Nết với cả thằng Núi nó trao giải đi chứ. Xong xuôi đi rồi chúng ta sẽ tính đến chuyện là bàn về giải Olympic các bạn nhá. Victory goes to the last one standing. Mẹ. Rõ ràng là trận đấu lúc đầu giải... Ôi, có người donate kìa. Có mấy ông donate mấy trăm qua tài khoản ngân hàng nữa chị Vi ơi. Tính đến hiệp thi đấu này thì Ly của chúng ta đang dẫn trước đối thủ là 3-1. Trong khi đấy Trinh thì đang khá là yếu thế. Mặc dù là một bộ xương có khả năng sử dụng lưỡi hái hơn đối thủ của mình, nhưng Ly đánh hay lắm các bạn ơi. Ly thi đấu cực kỳ tốt luôn. Chưa bao giờ tôi thấy Ly đánh hay như thế này. Rất có thể là từ bây giờ trở đi Ly sẽ là người giành chiến thắng. Không sao, tỷ số là 3-2. Ly vẫn có cơ hội phục thủ. Nếu như mà Ly chỉ cần chiến thắng thêm một trận nữa thôi. Chúng ta sẽ cùng theo dõi trận đấu một chút. Tập trung vào cái trận đấu này. Anh em bình tĩnh thôi. Mẹ thằng Núi là lộ bóc phốt nốt rồi. Không sao, mới bị đánh có 2 hit thôi nên số lượng máu mà Ly mất đi không phải quá lớn. Trinh trong trận thi đấu này sử dụng vũ khí lưỡi hái không bao giờ bằng được Ly. Một cú đấm rất là đau đến từ vị trí của Trinh. Ly tấn công, Ly bổ Trinh. Trinh đánh Ly. Ly và Trinh đánh nhau. Một pha né rất là hay đến từ vị trí của Ly. Aura của tôi hết rồi các bạn ơi. Ly là người chiến thắng. Cảm ơn anh em. Lần đầu tiên mà có một hôm tôi ngồi live mà được anh em donate nhiều như thế này. Sự thật luôn là hôm nay tôi cười đến mỏi cả mồm các bạn ạ. Tôi cười đến mỏi cả mồm. Nào là bạn Sam, bạn ấy cho quả lâu đài tình ái ấy, xong rồi các kiểu anh em tặng sticker 4k view. À, ở đây nếu như mà có bạn nào mà mới vào kênh tôi thì các bạn có thể cho tôi xin một follow nhá. Nhưng mà tôi ghét mấy cái thằng nó cứ đi bơm vá đều thôi. Mọi người ơi, giải của tôi là uy tín mà các bạn. Giải của tôi. Em mới vào kênh này mẹ thằng Chí Nguyễn này. Mày mới vào cái đéo gì?
Nghe nói giải bịp anh ơi, các bạn đừng nghe đồn thổi linh tinh. Bọn đấy là bọn ghen ăn tức ở đấy. Bọn đấy nó ghen ăn tức ở đấy. Tôi nghẹo là nghẹo có văn hóa chứ có phải. Ôi, có người donate kìa. Thôi cô DNT nữa, làm 10 quả trứng kéo view. Thôi ơi. Thôi ơi. Đừng phí trứng ơi. Nếu bạn có muốn donate tôi 10 quả trứng, hãy chờ giải Olympic nó diễn ra đi. Đừng phí 10 quả trứng. Đừng phí 10 quả trứng trong lúc này. Đang là lúc bọn nó bóc phốt tôi, bạn đừng tặng 10 quả trứng. Tặng 10 quả trứng là đi đấy. Leon Tài vào vòng trong đã. Chúng ta đang dần bước đến chung kết rồi. Đinh Anh Nghẹo và Lai Mót. Đấy vì anh em mà tôi phải bỏ qua hình thức gọi là điểm danh đấy. Không giờ cũng muộn rồi, cho các bạn này các bạn thi đấu nốt. Dù sao được nôn nết thì cũng là sướng thật đấy. Thôi điểm danh làm gì nữa. Tại vì mình đã mất khá là nhiều thời gian ở cái chỗ mà bàn luận về cái giải đấu rồi. Thành ra tôi không muốn điểm danh anh em nữa. Phan Hải đây không nhỉ? Tôi nghĩ là bạn Lai Mót này bạn ấy ngủ rồi. Phan Hải có đây không nhỉ? Thằng Đinh Anh thì nó thức muộn lắm. À, thằng Lai Mót vẫn còn. Thế đi lại điểm danh. Phan Hải lần 1. Mày xong với tao rồi Phan Hải ơi. Tao bảo tao dí mày một chân. Phan Hải lần 2. Phan Hải lần 3. Đếm ngược. 10. Còn mẹ chứ lại nó vẫn ở kia kìa anh em. Nó vẫn ở kia. Nó, mẹ nó còn chơi đều tôi. Nó chờ tôi đếm xong rồi nó mới bắt đầu lên tiếng. Mẹ thằng mất dạy thật đấy. Đinh Anh cả Lai Mót. Chọn nhân vật gì? Chèn ép à? Chưa thấy Phan Hải comment. Phan Hải comment chưa? Thằng Đức Vider này tôi có hỏi mày đâu. 87 tiếp à? Đinh Anh nghẹo 87. Còn Lai Mót chọn nhân vật gì? Anh tiếp đi à? Ôi giời ơi, em chọn đúng rồi. Cảm ơn anh em tặng sờ sticker nhá. Chúng ta sẽ xoay xem vũ khí của hai bạn này là gì. Vũ khí số 15. Vẫn map thi đấu 3, không vào số 2 lần nào nhở? Số hiệp 4. Vũ khí số 15 của chúng ta là một thanh kiếm của Florentino. Ui, vũ khí tù của tôi các bạn ơi. Các bạn ơi, có bao nhiêu xu phát này đặt hết vào tôi. Vũ khí tù của tôi. Vũ khí Florentino. 87. 100. 95. 90. 98. À, 89. 88. Ôi, có người donate kìa. Xong giải này đến chương trình gì ạ? À? Xong giải này thì ngồi bàn luận chút về giải Olympic. Nếu mà xong nhanh thì anh sẽ chơi con God of War tiếp. Đang chơi giờ God of War. Anh đang chơi hệ khó nhất của con God of War. Chứng minh cho anh em thấy rằng kỹ năng của anh là thượng thừa. Tóm lại hôm nay anh em làm thế này là tôi đéo về nhà ngủ được rồi. Tôi mà đéo nôn được 10 triệu ra là tôi đéo về nhà ngủ được rồi. Sàn thi đấu 3, số hiệp 4. Anh em giết tôi rồi. Ua kẹt. Hay là xong cái này chúng ta bàn luận về giải Olympic xong rồi lại làm tí pet nhờ. Lâu ngày chưa cho anh em kéo co pet đúng không? Ôi, có người donate kìa. Chị Vi béo ngủ chưa nhỉ? Một chùm 100 KD si cô ạ. Một chùm 100 là cái gì? 87 của chúng ta là Haure. VS Namex. Các bạn ơi, đặt vào tôi nhanh lên. Đóng kèo nhá, cân kèo rồi.
Thế thì xong giải này test nhá. Anh em đừng nên lấy vợ. Nếu như anh em còn đang độc thân, tôi khuyên anh em đừng nên lấy vợ. Mẹ, cái tội này là lớn nhất là thằng, là thằng Khang Nết với cả thằng Núi. Hai thằng ôn này tài trợ giải xong rồi bọn nó đánh gà chúng nó thua. Chứ còn tôi có cố tình đâu. Ok, xong cái giải này chúng ta sẽ bàn luận về giải giải Olympic. Lần này tôi nghĩ là khá là đông người tham gia đấy. Khá là đông người tham gia. Và tôi tính đến việc là sẽ trao thưởng cho số lượng người tham gia nhiều hơn, thay vì việc là top 1, 2, 3. Mọi người đừng lấy vợ. Anh em nào đang có người yêu, tôi bảo khuyên anh em về chỉ yêu thôi, đừng vội lấy vợ, chơi cho chán đi. Ôi, có người donate kìa. Là giết một con boss trong GOW100K. Cảm ơn giáo sư Mạnh nhá. Một con boss được 100.000 á? Bạn ơi, thế thì bạn có đủ tiền để mà... Ôi, có người donate kìa. Cháu cho vay nặng lãi nhé, cậu lãi 5k thôi nếu cậu khó quá, nhưng vẫn buồn vì cậu ăn tiền giải một cách công khai như thế này, vì tiền mà cậu dàn xếp tỷ số khiến em bốc phốt lấy mặt cười. Tôi thi đấu mãn nhãn thì các bạn không theo dõi, các bạn cứ... Một con boss 100k mà Game God of War có bao nhiêu con boss cả các bạn? Game God of War có bao nhiêu con boss? Nhiều à? Thật ra boss hay không ấy thì là cũng là do tôi. Ví dụ tôi nhìn thấy một con mà đang cầm dìu chẳng hạn, thì tôi bảo là con này là boss thì nó phải là boss. Đúng không? Như kiểu cái cây hôm qua tôi gặp lúc đầu game, nó là một con boss. Boss hệ mộc, mộc nhân. Đấy cũng là một con boss. Hợp lý đúng không? Hợp lý quá. Ui, tiền về. Một con boss 100.000. Hôm qua mình gặp một cái chuỗi mà có đến 10 con boss. 10 con boss là bằng 1 triệu. Xong rồi mình sẽ đánh đi đánh lại những cái con boss đấy. À, gặp một nhóm boss có 10 con thì mình đánh chết 9 con là mình được 9 lít rồi. Xong rồi mình để cái con còn lại giết. Ôi, có người donate kìa. Em rút lại lời ạ, tí làm ít kèo PES vui vui. Dạ, 10 con nó mình đánh chết 9 con là mình được 9 lít, xong rồi mình tự tử xong rồi mình đánh lại thì bọn nó hồi sinh, mình lại đánh 9 con tiếp là lại được 9 lít. 10 lần như thế thì là mình có 9 triệu. Hợp lý mà, rút kèo gì, sao lại rút rồi kìa. Đang tính toán là như thế, nhưng mà với cái kỹ năng kém của anh thì chắc là không mất nhiều đến vậy đâu. Anh kém mà mày đưa ra cái lời thách thức giết một con boss 1 lít, anh thấy khó quá, không biết anh có ăn được con boss nào không chứ. Dạo này già rồi, tay chân nó chậm, không biết có ăn được con nào không. Đây này, nhìn đây này, Haure này là một con boss nhá. Ơi, Haure này là một con boss nhá. Bị Nobita mẹ luôn. Đấy, thấy chưa? Anh kém mà. Có ăn được boss hậu đây đâu. Mày. Trận này chỉ cần thắng. Thằng này nó mạnh lắm, Những pha đâm cực kỳ đau đến từ vị trí hậu đây. Ơ, cái sao đứng đần mặt, đứng thân cụ ra thế? Ôi, có người donate kìa. Thầy lật đờ si là 100k ạ, thầy can thiệp đi. Bây giờ can thiệp kiểu đéo gì, một hit đã chết rồi thì can thiệp kiểu gì bây giờ. Đánh đến lay thì can thiệp kiểu gì bây giờ. Ôi, lại là lúc, đây là lúc.
Và đây là Florentino. Vẫn còn một trưởng nữa này. Một trưởng tiếp theo này. Mẹ mình chưa kịp cổ vũ thằng Aure thì thua ba rồi. Lymot đã ra đi. Còn mẹ thằng Lymot nó còn đặt vào bên thằng Đinh Anh. Thằng Lymot nó còn đặt bên đặt vào bên thằng Đinh Anh, thấy mình thua nó còn ăn xu. Mẹ tôi cũng đến chịu cái giải thi đấu này, cái bọn nghẹo này nó có những cái suy nghĩ mà kéo lường trước được. Thằng Đinh Anh thì lại đặt thằng Lymot. hai cái thằng đéo hiểu chúng mày đấu với nhau kiểu gì. Ôi, cảm ơn anh em đã tặng sticker. Bây giờ đến Phan Hải nghẹo và Well. Thằng Well tôi nghĩ là ngủ rồi. Well đâu nhở? Audition anh xóa mẹ rồi. Well đâu nhở? Well lần 1, Well lần 2, Well lần 3. Đến 1 đến 10 Well không trả lời thì là Well bị loạn. 1 2 3. Đây, thật đi cần mẹ đếm nhanh thế mà nó cũng trả lời kịp, cay thật. Phan Hải vs Well. Hai thằng này thì nó thức muộn, thành ra hai thằng này phải điểm nhanh liên tục. Phan Hải với cả Well thì đều có nhân vật các bạn nhá. Chúng ta sẽ xem là các bạn ý ở nhân vật nào. Well số 5. Cảm ơn giáo sư Mạnh nhá. Cảm ơn mọi người, nếu như mà tôi quên cảm ơn thì mọi người thông cảm. Tôi tổ chức nốt cái giải cho xong nữa. Thằng Phan Hải 95 hay 96 gì đấy nhá. 95. Mà giải nào cũng thế, giải này thôi, giải nào cũng thế, tôi điểm danh thế đéo nào được. Về sau ấy, về sau chỉ có điểm danh ở trong những cái trận mà tầm chung kết thôi. Còn những cái vòng loại thì thôi, anh em xem thì xem, còn không thì thôi. Chứ giải đéo là bây giờ cái giải kia 200 người ngồi điểm danh thì gãy mẹ mồm. Vũ khí của các bạn là 14 nhá. Sân thi đấu 1. Số hiệp 4. Vũ khí số 14. Vũ khí số 14, song kiếm tay ương. Cái này thì có vẻ là hợp với cả Phan Hải này. Ôi cảm ơn anh em tặng sticker rất là nhiều. Hôm nay được mọi người donate rất là nhiều, tôi thật sự rất là vui. Sướng quá. Ôi, có người donate kìa. Có gì em óp giải, lúc nào trao giải nhất cho em thì thầy gọi e nhé. Ok em ơi. Em yên tâm đi, giải của anh uy tín mà. Em chắc chắn là được giải. Có thể là một tràng pháo tay đến từ ban tổ chức dành tặng cho em. Anh sẽ trao giải luôn khi mà đến lúc mà em tham gia thi đấu. Em được trao giải luôn. Đấy cũng là một cái giải, nó là một cái giải gì đấy liên quan đến tinh thần. Vậy là cũng rất là vinh dự rồi, đúng không? Tiền thì nó chỉ là một cái vật chất thôi, còn tinh thần nó búp cho chúng ta rất là nhiều. Không phải bạn nào mà muốn ban tổ chức vỗ tay là cũng được đâu, hiếm lắm, hiếm khi anh vỗ tay trong một giải đấu lắm. Đóng kèo nhá. Anh em nào chưa tham gia giải thì tham gia nhanh lên. Ô kìa, sao lại không cân thế, mọi người không tin vào thằng Phan Hải à? Kèo lệch thế. Không cơ cấu làm sao được, tôi là tôi phải cho các bạn thi đấu một cách lành mạnh, công tâm, công khai. Giải của mình uy tín lại cơ cấu được. Rồi xin phép anh em, tôi nói thật các bạn nào mà đặt vào thằng Well ấy thì chia buồn với các bạn. Chia buồn với các bạn đã tin vào thằng Well. Well là một trong thằng mà lý thuyết nó vào được đến vòng này là xa lắm rồi. Thằng Phan Hải này nó mới là thằng kinh này. Nó từng là ứng cử viên của chức vô địch của giải thi đấu 100 người. Thấy chưa? Vừa vào đấy, hai bên đã chào nhau bằng cách là đưa ra hình thức đỡ. Mọi người ơi, thằng Khang Nết nó có một cái kênh YouTube đấy. Anh em vào đấy spam cho tôi cái câu là
như kiểu chê bai nó là thằng ăn tục nói phét, đi nói xấu tôi, xong rồi dislike tất cả các clip của nó, cho kênh của nó bị xóa mẹ đi, thằng bố láo bố tuét. Ui rồi ôi, mẹ mày, tôi dự đoán nó chỉ có chuẩn thôi. Thằng phát này đánh kinh lắm. Trong lúc mà nó đang đèo ở đây thì anh em giúp tôi một việc. Giáo phải nói liên thuyên. Tun để làm gì? Đưa còi đây. Ôi đau đầu quá. Hôm nay cái tiếng donate lắm mà tôi đau hết cả đầu. Mẹ đúng là tôi nên đổi tiếng donate đi thì hơn. Đau đầu quá, giá như có một ít kim cương nó bay vào đầu mình thì mình mới đủ tỉnh táo trở lại. Tôi bắt đầu cảm thấy mình như kiểu bị đãng trí rồi ấy, không nhìn thấy mấy cái sờ. Các bây giờ các bạn thử tặng một số cái sờ sticker tôi nhìn xem tôi phân biệt được nó là cái gì không. À, đây là con mèo thần tài. Ừ, đây là con mèo này. Nhận ra rồi, ít nhất là nhận ra con mèo rồi. Không biết là còn cái sờ. Ôi, có người donate kìa. Thầy đổi tiếng nào nhẹ nhàng hơn đi, tiếng thầy đau đầu thật. Anh đang đau đầu vậy đấy mà anh đéo biết đổi. Số mấy cái nhở? Abi vừa tặng cái số gì nhìn không rõ. Cả mấy anh em tặng cái gì màu xanh lá cây ấy, tôi chỉ biết là màu thôi. Mà tôi chỉ biết nó là cái gì. Bắt đầu chỉ nhớ lấy lại được rồi đấy các bạn ơi. Thêm một tí nữa là chỉ nhớ nó hồi phục đấy. Một cái gì đấy mà nó có bốn cái cạnh nhìn rất là giống nhau. Không tặng thì thôi, vì việc gì phải nặng lời với nhau thế. Một quả cầu bằng băng này, một cái bàn tay như này là number one. Đây là Soul Calibur 6 Phương ơi. Cảm ơn anh em tặng sticker nhá. Tôi đang định nói với mọi người ở những đấy là một trong những hình thức mà khều donate của anh em ở những kênh khác. Còn kênh tôi thì khác, những trò đấy là tôi đéo bao giờ dùng, tôi tuyên bố luôn. Tôi đéo bao giờ dùng mấy cái trò đấy. Ví dụ như này, tôi nhìn thấy Thiên Mệnh donate đúng không? Tặng sticker đúng không? Cảm ơn Thiên Mệnh tặng cỏ 4 lá nhá. Tôi nhìn tôi nhận ra ngay. Còn mấy cái thằng khều donate nó lại bảo ui đau đầu thế. Ôi, có người donate kìa. Đêm nay cho thầy mất trí nhớ chi dân luôn. Tôn trọng em nên mày donate tao đi nghẹo biến thái. Mày donate tao thì tao tôn trọng. Khổ quá, tôi đọc kèo cho anh em từ đầu rồi, thằng lý thuyết mà. Wow. Một cái xem. Ôi. Ôi vãi đại. Cảm ơn không sợ vợ rất là nhiều. Cảm ơn mọi người. Ôi. Hôm nay tôi hơi choáng các bạn ơi. Hôm nay tôi hơi choáng. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ôi. Thì mẹ mình đéo nói gì được luôn ấy, sướng vẽ lìn ấy. Sướng quá. Cảm ơn mọi người, đùa. Tôi nói thật với các bạn luôn, cái giải Olympic đủ để mà trao giải cho mọi người rồi. Ôi. Không biết phải nói gì nữa cả. Hôm nay các bạn donate nhiều quá. Tôi ôi, có người donate kìa. Mới đi nhậu tất niên về coi thầy vui quá. Mãi yêu thầy. Cảm ơn mọi người. Chả kèo. Ôi tôi thật sự luôn. Trí nhớ của tôi bây giờ nó còn minh mẫn hơn trước.
Bây giờ tôi có thể đọc lưu loát được cái bảng cửu chương. 1 x 1 là 1, 1 x 2 là 2, 1 x 3 là 3, 1 x 4 là 4. Kể cả là bảng cửu chương 9 luôn. Ok, nốt giải đấu. Ôi vẹt. Chưa lần nào mà tôi được tặng những cái sticker nó độc đáo đến như vậy. Các bạn làm tôi cảm thấy hạnh phúc quá. Quá bất ngờ trong ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Các bạn làm tôi đéo nói gì được nữa luôn đấy. Phan Hải vào vòng trong. Tôi thấy cái giải đấu này ngày hôm nay nó lại thành công hơn tôi mong đợi. Ôi mẹ sướng quá các bạn ạ. Thề lộ. Dĩ nhiên thì không phải ngày nào cũng được như này rồi, nhưng mà nó hơi bất ngờ. Ôi đùa. Thề luôn, hôm nay tôi các bạn, quả thật là được các bạn đôn lét. Các bạn làm tôi cảm động quá. Bạn chồng sư từ trước đến nay tôi live stream chưa lần nào được đôn lét nhiều như thế này cả. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Giải đấu của chúng ta quá thành công. Rồi, có người donate kìa. Lâu lâu mấy cái này vui mà thầy. Vui cô sao ạ, à? Mãi yêu thầy. Mọi người ơi, tôi vui quá, các bạn donate nhiều, tôi hạnh phúc quá. Từ trước đây tôi live stream chưa lần nào tôi được nhiều như vậy cả. Thôi, quay trở lại cái giải đấu của chúng ta thì còn 4 bạn này thôi. Còn 4 bạn này thì chúng ta nốt đi cho xong cái giải, cho xong cái giải đi đã nhá. Xong rồi để mà rồi các bạn cảm xúc gì thì chúng ta để sau, để chia nốt cái cặp đấu này cho nó xong, cho nó xong đi. Khóc xong rồi. Ôi, có người donate kìa. Anh ơi, cái hôm nọ đăng ký với cái vừa rồi anh đăng có khác nhau không ạ? À, làm một nhá, Tiến Bư nhá, không cần phải đăng ký lại nhá. Thay đổi cảm xúc nhanh thế. Không, nói thật là sướng thật. Ôi, từ. Lỗi. Chúng ta sẽ đến với cả những trận thi đấu cuối cùng xem ai là người chiến thắng. Thật sự luôn. Hôm nay các bạn làm tôi cực kỳ bất ngờ. Tôi không nghĩ là tôi có những cái thời điểm mà tôi được donate nhiều đến như thế này. Cảm ơn Đại Vận, cảm ơn tất cả mọi người đã tặng sticker. Đặc biệt là tôi gửi lời cảm ơn đến bạn Nghẹo Biến Thái. Khi mà bạn donate, tôi quên mất không cảm ơn vì lúc đấy tôi không để ý. Bạn rồi, có người donate kìa. Thật ra mình được thầy thuê ạ, thầy thuê giải một củ DNT cho thầy. Sắp hết rồi, y yên tâm. Đấy, thấy không? Đến lúc tôi cảm ơn nó, thằng Nghẹo Biến Thái nó lại không ở đây. Bạn ơi là bạn ơi, bạn làm lại chết tôi rồi. Lại phốt tiếp. Dần dần là các bạn quay lưng với tôi hết à? Được rồi, Đinh Anh Nghẹo và Leon Tài, chúng ta quay trở lại cái giải đấu một chút. Đinh Anh Nghẹo số 87 với Leon Tài số 23. Hết hồn. Đắc Kỳ Nghẹo và Phan Hải. Hết hồn các bạn ạ. Hôm nay quá bất ngờ luôn. 53 VS với cả 95. Thôi nhá. Tôi không muốn là chia đôi cái câu chuyện mà 50 người con lên núi, 50 người con xuống biển, giống kiểu lần trước là chia đôi một nửa anti với cả một nửa thành fan đâu nhá. Mẹ bỏ.
tôi bỏ ngay cái cho đấy. Từ từ xong cái giải đấu này đã, xong cái giải đấu này đã. Mẹ tôi một lần là tôi chừa lắm rồi. Tôi sợ lắm rồi. Tôi thề với các bạn luôn, mẹ đợt đấy tôi bị chửi. Đọc cay đéo chịu được luôn ấy, đọc. Ôi, có người donate kìa. Thầy nhờ mình để lùa các bạn đăng ký giải nhiều hơn, kiếm thêm nhà tài trợ để thầy đút túi á mọi người. Mình vẫn còn tin nhắn. À, từ. Tôi đang nghi là đây là ông nào fake thằng ơ. Từ, để tôi kiểm tra. Bạn ơ không bao giờ bạn ấy nói thế các bạn ạ. Bạn ơ không bao giờ bạn ấy nói thế này. Đúng là bạn ơ mẹ rồi. Tôi cứ tưởng thằng Khang Nết nó đổi tên Play Đua. Hóa ra đéo phải. Tôi không ngờ bạn ơ lại có pha hành xử đi vào lòng đất như vậy đấy. Tại sao bạn lại làm như thế chứ? Tôi cứ tưởng là thằng Khang Nết nó đổi tên mà đéo phải. Đéo biết sao kê nữa. Tập trung vào giải đấu đi các bạn ơi, tập trung vào giải đấu đi. Thằng Đinh Anh Nhẹo với cả thằng Leon Tài chúng nó thi đấu đây này. Các bạn không cổ vũ chúng nó à? Các bạn phải cổ vũ chúng nó chứ. 87 và 23. Leon Tài có vẻ rất là tin vào khả năng thi đấu của Vũ Khánh Ly. Thật ra sâu ra thì tôi sâu cũng được thôi. Nhưng mà với điều kiện Vi Béo phải ngủ rồi cơ. Không là Vi Béo nhìn thấy số tiền trong Play Đua của tôi, Vi Béo đòi. Tôi có một tí thì các bạn lại bảo tôi sâu ra thì chết. Các bạn thương tôi một tí đi chứ, các bạn thương tôi một tí chứ. Gian đừng nhà vô địch luôn, giải rồi chán tôi. À tôi quay gì nhở? Thôi vẫn phải có một cái hình thức để mà tôi còn live stream. Tại vì nó là cái nghề của tôi mà các bạn. Vũ khí số 22, vũ khí của Chubi. Map thi đấu số 4, không vào số 2 một lần nào. Ôi, có người donate kìa. Thầy nói là nếu thành công kêu gọi tài trợ thì thầy chia cho mình 40 đến 60 mà lương tâm mình không cho phép. Số hiệp 3. Ơi, thôi. Thôi bạn ơi, đốt nhà vừa thôi. Giết tôi đây. 100, 95, 90. 89, 88, 87. Hau re. Thầy ơi, thằng bán su mới gửi thêm 2M á. Sao lại gửi thêm 2M? Nó khuyến mại à? Hay là mày mua thêm đấy? Thật sự là tôi rất là hạnh phúc khi mà khi sang Nemo được thêm nhiều anh em ủng hộ như thế này. Rất là vui. Mặc dù ngày trước thì tôi livestream ở bên YouTube thì view nó hơn thật đấy, nhưng mà tôi đéo nhận được cái nguồn ủng hộ như thế này. Quá tuyệt vời. Thôi thì cuộc vui nào cũng có hồi kết. Thấy các bạn donate như vậy cũng là đủ rồi. Cũng đã đến lúc mà tôi cần phải đi tìm một chân trời mới. Tôi phải tìm chỗ tiêu tiền thôi các bạn ơi. Giải đấu của chúng ta có thể là hoãn lại đến khoảng tầm năm sau thì bắt đầu là vừa. Từ ngày sang đi mô biến chất còn gì. Này có ai khều đâu. Rõ ràng không ai khều đốt nết nhá. Không, ly này là ly nghẹo các bạn ạ. Ly này là ly nghẹo. Bình thường nhá, tôi pick tướng, pick nhân vật, pick vũ khí. Xong rồi tôi nhớ được mọi thứ lắm. Mà tự nhiên hôm nay tôi không thể nhớ được. Tôi lại phải... Ôi, có người donate kìa. Thì hết tiền thầy đưa để thuê em DNT rồi mà thầy có đưa thêm đâu mà chẳng đến hồi kết. Số hiệp 3. Ban đầu tôi tưởng bạn về phe tôi, bây giờ bạn lại đi theo thằng núi với cả thằng Khang Nết. Nghe lời hai cái thằng đấy làm cái gì? Hai thằng đấy nó xui dại đây. Check inbox em gửi tiền donate kìa. Đâu, thằng núi đâu rồi?
Còn mẹ nó gửi tiếng rên của Jiku anh em ạ. Còn mẹ à, hôm nay nhân tiện đang đông như này thì trong cái giải đấu của chúng ta, đằng nào thì tôi cũng up cái video này lên YouTube ấy, thì tôi cũng giới thiệu đến với các bạn luôn là anh em nào mà có vợ rồi còn muốn tham gia vào cái hội những người chiến thắng vợ không. Hôm qua tôi với thằng Núi đã quyết định là tổ chức ra một cái hội là hội những người đàn ông chiến thắng vợ. Thằng Núi nó vào nó ngủ với chó luôn cơ mà. Thằng Núi nó vào nó ngủ với chó luôn. Đấy. anh em xem nào. Đây, đại diện đây là hội phó. Nhưng mà đầu tiên là tôi định cho nó làm hội phó, nhưng mà với cái kiểu mà ngủ với chó như này thì tôi nghĩ là nó lên làm hội trưởng. Tôi thì tôi ngủ vào cái thùng cắt tông thôi. Đỉnh vậy em chưa bao giờ được. Ê, các bạn không sợ vợ còn phải học hỏi nhiều. Đây. Ok, chào Huy Hiếu Học nhá. Hello anh Nam, lần đầu em biết đến anh. Anh tên là gì vậy? Con mẹ. Bọn này đặt câu hỏi lú thật. Đầu tiên là tôi định cho nó làm hội phó thôi, nhưng mà hôm qua nó post quả ảnh đấy lên thì tôi nghĩ là chức hội trưởng là thuộc về nó rồi đấy. Haure sẽ đại diện cho Đinh Anh Nghẹo. Leon Tài sẽ sử dụng đến Ly Nghẹo. Mẹ, lần đầu tiên trong đời tôi thấy một cái giải đấu mà anh em toàn bàn luận đéo đâu ấy. Anh em toàn bàn luận đéo đâu ấy. Sợ thật. Để cái giải đấu của chúng ta nó diễn ra thêm phần hay ho một chút đi, mà tại sao anh em lại cứ để cho cái giải đấu của chúng ta. Ồ, xong tự nhiên view tăng này. Chào tất cả anh em nào mới vào nhá. Bọn tôi đang thi đấu một cái giải đấu. Được búp à? Được búp nhưng mà sao nó cao vậy ta? Vừa vào thì Lee tấn công Haure rất là nhiệt tình. Trong khi đấy Haure đã có bắt đầu những màn phản kháng, nhưng mà sát thương không phải là quá lớn. À ông Dũng off à? Thế thì các bạn ơi, các bạn nào mà mới vào kênh tôi ấy, các bạn vào group của tôi đi. Ôi, có người donate kìa. Thật ra là nãy giờ mình đùa thôi, thầy uy tín nhất hệ mặt trời mà cô bịp gì đâu. Cái câu nói này của em trong cái thời điểm này là cực kỳ chuẩn. Ừ, anh em nào mới vào có xu không? Anh em qua họ. À, các bạn mới vào ơi, đây là lần đầu tiên, cũng có thể một vài người đã biết đến tôi. Cũng có thể là một vài người mới vào kênh tôi lần đầu, thì tôi nói thật với các bạn. Tôi là một trong những streamer mà mắc một căn bệnh hội chứng hay quên. Thì có thể ngày hôm nay tôi live stream với mọi người, nhưng mà tôi cũng phải kể cái bệnh của mình. Vì biết đâu đấy, đến một hôm nào thì tự nhiên tôi đang live stream thì phát bệnh. Bây giờ chỉ còn cách để mà các bạn cứu, các bạn giúp cho tôi có thể phục hồi được trí nhớ là các bạn tặng những cái sticker hình ảnh nó khác nhau, xong rồi hỏi tôi là vừa tặng sticker gì để tôi đoán. Những cái sticker mà nó có giá trị kim cương ấy thì tôi mới có nhiều cái để mà tôi phân biệt. Các bạn thử xem tặng tôi xem như thế nào. Cái gì màu xanh là cây kia tôi không nhận ra cái gì cả. Vừa lấy mẹ nhầm lọ nước rửa tay bôi lên mắt. Tí thì khóc thật. Công nghiệp quá. Ôi mọi người ơi, những cái bàn tay. Tôi nhìn thấy một cái con gì đấy màu trắng. Con này tôi nhớ mang máng là dùng lông nó để làm áo này. Đến từ bạn Tiến Đạt, cái con này lông nó dùng để làm áo này. Nó là con gì nhở? Nếu mà thêm một hai con nữa thì chắc là tôi nhận ra. Giáo sư Mạnh thì tặng một cái con gì đấy à, cũng nuôi ở trong nhà. Cái con gì đấy mà lông nó chưa nhận ra con gì. Biết mẹ cái thằng nó bảo con cặc bất dậy. Quay trở lại giải đấu của chúng ta thì Ly Nghẹo lần đầu tiên trong đời. Trái tim thì tôi nhận ra rồi.
Nói thật với các bạn, đây là lần đầu tiên. Đây là lần đầu tiên mà Ly Nghẹo thi đấu cực kỳ mãn nhãn mà không được anh em chứng kiến. Hơi đen cho Ly. Tôi vừa mới khen Ly xong thì Ly bị Haure cho một pha combo mất khá là nhiều máu. Long Phi ơi, còn su không em? Anh em nào mới vào còn su không? Hai đều rồi. Ôi cảm ơn nhá, lại trứng à. Núi ơi. Anh bảo núi ơi. Game này hay không núi? Để bây giờ anh mà xóa đi, anh tải một bản 29 nhân vật. Mày có chịu ngồi mày làm lại nhân vật không? Để anh tải bản full. Được nhá. Giải đấu của chúng ta, anh em đéo quan tâm đến giải thưởng nữa, mà chỉ quan tâm đến cái việc. Ôi, Ly thua rồi các bạn ơi. Ly thua rồi các bạn ạ. Ly đi rồi. Tôi cứ tưởng Ly ăn được. Ly thua rồi. Tôi vừa mới quay ra định cổ vũ Ly thì Ly đi rồi. Leon tài ra đi. Ok, vậy là Đinh Anh Nghẹo đã bước vào chung kết. Đinh Anh Tài đã bước vào chung kết và chúng ta sẽ đến với cả trận tứ kết thứ hai giữa Ducky Nghẹo và Phan Hải. Ducky Nghẹo còn đây không? Vừa khen cái thua mẹ luôn. Tôi nghĩ là giờ cũng hơi muộn. Vẫn còn à? Mẹ bọn này hôm nay những thằng này nó thức khỏe thế nhở? Thằng Phan Hải nó chơi rất bẩn, nó chờ tôi điểm danh. Xong rồi đến lúc mà tôi đếm ngược thì nó mới bắt đầu bảo có. Phát hải lần 1, phát hải lần 2, phát hải lần 3. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Còn mẹ Hà Lan vô địch. Tôi biết ngay mà. Thành ra là tôi bỏ qua cái kiểu đếm ngược của nó. Tôi đếm số mẹ luôn. Thằng này nó đều lắm. Nó cứ giả vờ là nó vắng mặt thôi. À, chúng ta sẽ xem vũ khí đây. Ducky Nghẹo số 53 và Phan Hải số 95. Thật ra những anh em nào mới vào, anh em cũng sẽ hiểu, sẽ chả hiểu là bọn tôi đang làm gì đâu. Chỉ có những anh em nào mà xem từ trước đến nay rồi thì hiểu là tôi đang làm một cái giải đấu, là cho máy thi đấu với nhau và lấy tên của mọi người. Đây, Phan Hải của chúng ta là Tôn Hải đây. Các bạn nên làm quen với cả kênh của tôi, tại vì kênh của tôi là một trong những kênh mà liên tục mở ra những cái kèo thi đấu. Và tôi là người có khả năng. Cảm ơn vợ yêu tặng cho chồng cỏ 4 lá nhá. Cảm ơn vợ. Vợ hào phóng quá. Cỏ 4 lá của vợ đẹp quá. Số 53 đâu nhở? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Đây, Đức Vy sẽ đại diện cho Ducky Nghẹo. Game, vợ có cỏ 4 lá tặng cho chồng, chồng cảm ơn. Hiếm có streamer nào được vợ ngồi xem như nhà tôi. Cảm ơn mọi người tặng sticker nhá. Vợ tôi thật là tuyệt vời. Vợ hào phóng, vợ quan tâm chồng, tặng chồng cỏ 4 lá. Xem vũ khí là gì. Intro à? Mất mẹ cái intro rồi. Well thua rồi. Thằng Well thua rồi. Bây giờ hỏi thằng Well cái. Well ơi. Well. Còn đây không Well? Thấy không thằng Well? Xem thế nào làm cho anh cái clip ấy đi. Clip Olympic đi. Thấy anh em có vẻ thèm intro. Cái intro kia cũ mẹ rồi. Cái intro kia cũ rồi. Olympic nhá. Thua rồi méo làm nữa. Từ từ. Anh em từ đã. À, vũ khí quay chưa? Tôi quay vũ khí chưa nhở? Quay rồi đúng không? Vũ khí 18 này. À chưa quay à? Ok quay nhá. Vũ khí của chúng ta là vũ khí số 15. Sân thi đấu.
Số 4 đánh nhau đến chết rồi. Số hiệp 4, vũ khí 15, sân thi đấu 4, vũ khí 14. Vũ khí 15. Vũ khí 15 là song kiếm tay ương các bạn ạ, song kiếm tay ương. Ôi cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người đã tặng sticker. Anh em chờ tôi một tí cho cái giải đấu này nó xong mẹ đi đã. Phan Hải nghẹo của chúng ta là vị trí số. Phan Hải đang sử dụng vũ khí tủ của mình là song kiếm tay ương. Anh xin lỗi Well, đã làm cho Well thua cuộc. Có gì Well làm một anh cái clip. Anh đội ơn nghe Well. Lời nói từ trái tim. Cảm ơn Well rất là nhiều. Thằng Đức Vidal số bao nhiêu các bạn? Ôi, có người donate kìa. E đặt Ducky 2KR đó, thầy làm gì thì làm, có gì còn thêm số. Ok, ơi. Nguyện vọng này của em, anh sẽ đáp ứng. Số 53, Ducky nghẹo số 53. Đếm đã quên mẹ mất. 53, 54, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nó đâu nhở? Tôi chọn nhầm vũ khí à? Tôi tưởng vũ khí song kiếm tay ương nhỉ? Vũ khí số 15 đúng không? Vũ khí số 15 của Đức Vira. À thế thì thằng Phan Hải mình chọn nhầm vũ khí rồi. Đây là 15 này, thế thì Phan Hải chọn nhầm vũ khí. Thế tôi nhìn thì mẹ về tôi đéo bao giờ tôi nghĩ là có cái thằng người nhện trong nó bẩn bẩn như thế này nó vào cái giải thi đấu. Trông nó chán đời thật đấy. Làm sao cái thằng người nhện trông chán đời. Vũ khí số 15 đấy, mình bảo tại sao mà hai đứa này nó cầm vũ khí khác nhau. Hóa ra là do mình nhầm. Spider-Man. Đấy, tác phẩm của ông núi đấy. Ok, đợt tới trước khi mà giải Olympic diễn ra, tôi sẽ kiếm bản Soul Calibur full. Tôi sẽ kiếm bản Soul Calibur full. Đức Tr vs Phan Hải. Vừa lấy nó bảo mình cố gắng làm cho Ducky thắng đúng không? Phan Hải là một trong những người chơi mà phải nói là kỹ năng thượng thừa. Hiếm có đối thủ nào mà có thể đánh được Phan Hải. Tham gia giải thi đấu lần này thì Phan Hải cũng tuyên bố với tất cả các thí sinh luôn là các bạn tuổi nhòn. Chúng ta sẽ cùng xem Phan Hải thể hiện như thế nào. Trong khi đấy Đức Vira là một trong những thí sinh chỉ giỏi về lý thuyết cũng như là việc xem những clip thi đấu ở trên YouTube và cho rằng tất cả các kỹ năng của những người chơi ở trên YouTube thì đều có thể làm được trong thực tế, nhưng không, đều phải qua trải luyện cả, qua luyện tập thì mới có thể làm được. Đức Vira bắt đầu tấn công vào lưng của Phan Hải. Phan Hải thi đấu rất là tốt. Việc đưa thân ra có thể đỡ được những cái đường tấn công của đối phương không phải là điều đơn giản. Không phải ai cũng có thể bị ăn đòn đều như Phan Hải. Đúng là như vậy. Một phá đỡ thành công đến từ vị trí Phan Hải. Đức Vidal bị chọc rất đau. Đức Vidal bị bay mũ rồi. Phan Hải thua 1-0 các bạn ạ. Thế mới đèn chứ lại. Tôi không nghĩ là Phan Hải lại có thể thua được trong tình huống vừa rồi. Chắc chắn là có một cái thế lực gì đấy đã búp cho Đức Vidal, chứ Đức Vidal đánh kém bổ mẹ ra. Tự nhiên thắng được 1-0 là tôi thấy vô lý rồi. Đấy, Phan Hải bắt đầu ngáo ngơ kìa.
Cả hai bắt đầu đưa ra hình thức đỡ đòn. Đỡ rất khéo đến từ vị trí Phan Hải. Đây sẽ là pha Phan Hải. Ôi, nó đá thằng Đức Peter đau quá. Cả hai bên đều sử dụng hình thức đỡ đòn liên tục, spam đỡ. Chiêu cuối đến từ vị trí Phan Hải không? Lại là một chiêu búp, búp vào thanh kiếm của mình. Liệu có tình huống Nobita trong trận thi đấu này hay không đây? Đức Peter đang cố gắng đỡ những đòn tấn công của Phan Hải. Pha chọc vừa rồi rất là đau, sát thương là quá lớn. Và đây là Florentino. Florentino múa cực gắt. Sát thương gây ra tuy không phải quá cao nhưng mà cũng có thể cấu đi một lượng máu đáng kể trên người của Phan Hải. Phan Hải lại thua các bạn ạ. Cái đấy đéo hiểu làm sao nhở. Sàn 4 à? Sàn 4 đéo Nobita được. Cảm ơn anh em đã tặng sticker nhá trong trong thời gian vừa qua. Phan Hải đã bắt đầu lấy lại được khí thế, lấy lại được khả năng chiến đấu của mình. Một pha ôm thành công đến từ vị trí Đức Bir. Đã phá được lớp giáp của đối phương rồi. Và đây là lúc mà Phan Hải sẽ tỏa sáng trong trận thi đấu này. Và đây là lúc Phan Hải giao mổ trâu giết gà rồi. Đức Bir ơi, quá hay. Thông thường những pha đọ chiều như thế này thì Phan Hải không bao giờ là thua cuộc cả. Combo rất tốt đến từ vị trí Phan Hải. Không có Nobita. Map này là map thi đấu 4. Phan Hải thắng mẹ rồi các bạn ơi. Quên. Hay quá Phan Hải ơi, Phan Hải thắng rồi. Nhầm. Tôi nói nhầm. Đức Dider không thể nào thắng được Phan Hải các bạn ạ. Phan Hải chỉ thả cho đối phương của mình thắng 2 trận thôi. Bây giờ mới là lúc mà Phan Hải thi đấu hết mình đây này. Có kiếm thì dùng kiếm. Một pha combo cực kỳ đau đến từ vị trí Phan Hải. Phan Hải bắt đầu thức tỉnh rồi. Đường tấn công chuẩn chỉnh, không có một hạn xạ, không một động tác thừa đến từ vị trí Phan Hải luôn. Và đây là lúc mà Đức Peter có thể đen cho Phan Hải quá. Thằng Đức Peter đánh độ đỏ nào ấy. Đúng như tôi dự đoán mà, Phan Hải nó mạnh lắm. Phan Hải nó chưa biết thua ai đâu. Tôi là tôi cổ vũ Phan Hải mà. Chưa bao giờ tôi thấy Phan Hải thua cuộc luôn. Thằng Đức Dider lại về vườn đi. Đức Dider xem là có đi xe khách hay là đi máy bay thì mua chiếc vé đi. Có vẻ Đức Dider bắt đầu phát cáu rồi. Những pha ôm cực kỳ chuẩn xác đến từ vị trí Đức Dider. Combo trên không cực kỳ khéo đến từ vị trí Phan Hải. Đức Dider bắt đầu luống cuống. Nếu như Phan Hải là một trong những đấu sĩ với khả năng thi đấu trên không cực kỳ đẳng cấp thì Đức Dider. Yeah. Đấy, trung lập đây còn gì nữa, trung lập còn gì nữa. Florentino múa cực gắt. Cảm ơn anh em đã tặng cỏ bốn lá nhá. Cảm ơn mọi người tặng sticker. Các bạn tham gia nhóm fan của tôi đi. Nhóm fan của tôi á, hàng ngày có những cái giải đấu phát su miễn phí cho mọi người. Các bạn nên gia nhập vào nhóm fan của tôi các bạn ạ. Nhóm fan của tôi chỉ có mang su về thôi. Ai vào đây cũng trở lên giàu có. Rất là khệnh khạng. Tôi lấy ví dụ như kiểu ở đây có một bạn là bạn Đức Vi Rờ. Bạn Đức Vi Rờ ngày xưa sang kênh của mấy idol ấy. Mấy idol không bao giờ chào. Từ lúc mà sang kênh tôi, được khoảng tầm 3 ngày. Đức Vi Rờ sang kênh của các idol khác ấy. Chỉ cần đứng chat một câu thôi. Alo cái. Ôi anh Đức Vi Rờ lại vào kênh của em à. Thấy chưa, Phan Hải thắng rồi các bạn ơi. Phan Hải thắng rồi. Vào kênh các idol.
Anh có chào em đâu. Bạn ơi, tôi bảo bạn rồi, đặt vào Phan Hải không đặt. Thằng Phan Hải nó mạnh quá, đéo làm gì được. Nhưng mà nói gì nói, cái aura của tôi nó chuẩn. Tôi cổ vũ ai là người đầy chiến thắng. Chung kết. Phan Hải vào vòng trong. Đinh Anh Nhậu có đây không? Thằng Đinh Anh Nhậu có đây không? Đinh Anh Nhậu và Phan Hải có đây không? Đinh Anh Nhậu và Phan Hải có đây không? 10 9 8 7 6 À, điểm anh em đi em xin đấy. Còn mẹ. Rồi chúng ta sẽ xem. Sẽ xem trận chung kết là ai đấu với ai nhá các bạn nhá. Hai anh em đại diện cho tục nghẹo sẽ thi đấu với nhau. Đinh Anh Nhậu vs Phan Hải các bạn ơi. Chung kết của chúng ta đến từ hai thí sinh này là Đinh Anh và Phan Hải. Hai thành viên. Ôi, có người donate kìa. Hết sạch su r thầy ơi, mặt mếu khóc hết nước mắt. Đặt kém quá ơi, đặt kém quá. Không ngờ rằng hai thí sinh này thi đấu. Trận này không nói nhiều, trận này sẽ ăn 5 hiệp luôn. Vì đây là trận chung kết. Bất ngờ thật, trùng hợp quá. Hai người sẽ sử dụng vũ khí của Chubi. Số 22. Trận này phải sàn 2 nhở. Sàn 2 đúng không các bạn? Chung kết phải sàn 2. Ok, sàn 2 nhá. Vũ khí 22 sàn 2. Vũ khí 22 sàn 2. Chúng ta sẽ cùng theo dõi trận thi đấu mang đậm phong cách Nobita. Thế thì phải vũ khí 5. Sàn 2 phải vũ khí 5 hoặc là cái vũ khí cưỡi ngựa xem hoa là vũ khí nào? Anh em ơi, vũ khí cưỡi ngựa xem hoa là vũ khí nào? Tám à? Không phải tám. Đây rồi. Chúng ta sẽ cùng đến với cả một trận thi đấu giữa Tắc ơi. Tôi quên đổi tên. Đinh Anh Nghẹo chứ đúng không? Đinh Anh Nghẹo với cả Phan Hải Nghẹo. Quên đổi tên. À, tôi sẽ cho Phan Hải cầm vũ khí này. Đinh Anh của chúng ta đang tin tưởng vào ai nhở? Bạn Đinh Anh đang tin tưởng vào ai nhở? Đinh Anh của chúng ta đang tin tưởng vào số 87. 95. 90. Hau re à? Vẫn hau re à? Có vẻ như thi đấu cho bản thân hau re không làm được gì nhiều. Nhưng mà đi đánh thuê. Đi đánh thuê ngày hôm nay hau re đang thi đấu cực kỳ tốt. Không có giải 3 đâu. Chỉ có giải nhất thôi em ạ. Còn cái giải 3 kia là giải khác. Giải này chỉ có giải nhất là được hơn 600.000 xu thôi. Giải này được xu thôi. Đây sẽ là một trận thi đấu mang đậm phong cách chung kết của giải ao làng. Chúng ta sẽ pick cho bên Đinh Anh Nghẹo trước. Vì đây là trận chung kết rồi, tôi xin phép là để cho cái thời gian đặt kèo của các bạn là đến cuối luôn nhá. Đến cuối luôn. Haure đang lợi thế hơn đối thủ của mình khi mà Haure có một đôi cánh. Ôi dồi, ấn nhầm, tôi lại thi đấu này. Phan Hải của chúng ta là một trong những thí sinh đến từ bước ra từ Tam Quốc Diễn Nghĩa. Map thi đấu mà tôi lựa chọn sẽ là một map thi đấu không có gì bao quanh. Là một map thi đấu cực kỳ cơ bản. Ngôi đền bỏ hoang. 5k nghẹo nha, ai cũng nghẹo mà. Cảm ơn anh em đã giúp tôi tặng trứng, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ơi, nếu như em còn xu hãy tin anh. Vào thằng Phan Hải. Thằng Phan Hải nó đánh chế độ này là chế độ tủ của nó.
Còn cái nít ạ. À. Anh mà còn bao nhiêu xu anh vào hết tầng Phan Hải. Cảm ơn mọi người tặng sticker. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chào tất cả các anh em mới vào. Có gì các bạn cho tôi xin một follow. Anh em hãy níu lại một chút khi mà hết trận chung kết này đã. Tôi sẽ phổ biến về cái giải Olympic sắp tới. Không cần biết bao nhiêu người, càng đông càng tốt. Nghe anh vậy, nghe anh là đúng rồi. Anh nổi tiếng là đọc kèo phát nào chuẩn phát đấy rồi. Các bạn phải tin. Còn 2 phút nữa thôi. Những anh em nào còn xu, hãy nghe tôi. Anh em nào còn xu, hãy nghe tôi vào ngay Phan Hải nhanh còn kịp. Như bình thường là tôi đóng kèo rồi đấy. Nhưng mà ở đây là tôi biết là có một số anh em mới vào. Thành ra là tôi cho các bạn thêm cơ hội để các bạn nâng cái số xu của mình có lên. Tham gia giải thì tí nữa tôi sẽ phổ biến lại một lần nữa cho mọi người. Mọi người cố gắng ở lại đây với tôi một chút. Trứng. Tiếc quá, may mắn lần sau. Chả được cái mẹ gì thế nhỉ. Đen thế nhỉ. Lát nữa tôi sẽ nói lại. Có thể hủy cho em vô lại được không? Cái đơn đăng ký thì vẫn nhận mọi người vào nhá. Tôi vẫn sẽ nhận mọi người vào. Đến các trận chung kết thì mới bắt đầu điểm danh cơ. Mau mày, tự nhiên tôi đau tim quá. À, tự nhiên tim tôi nhức quá các bạn ạ. Đợt trước tôi bị một cái bệnh năm tôi 8 tuổi. Bố mẹ tôi đưa tôi đi bệnh viện. Bác sĩ bảo cứ mỗi khi nhức tim thì cần phải nhìn thấy những con mèo. Chỉ có những con mèo nó mới xoa dịu cơn đau thôi. Cảm ơn không sợ vợ nhá. Cơn đau tim nó bắt đầu dịu dịu rồi đấy các bạn ạ. À. Giá như có nhiều con mèo đỡ hơn thì tim tôi nó sẽ bất đau. Đau quá các bạn, tôi không chịu rồi, mất, tôi không like được nữa, mất. Tim tôi đau quá. Rồi, bắt đầu nó có nhịp trở lại rồi các bạn ơi, bắt đầu nó có nhịp trở lại rồi đấy. Bỏ với cừu luôn à. Yeah, trái tim tôi lại đập bình thường rồi. Hay không, các bạn đã thấy chưa? Tôi nói thật mà. Đấy, bên trái đây. Bên trái đây còn gì nữa. Đấy, chỉ cần nhìn thấy thôi là tim tôi nó lại đập lại. Thế mới hay chứ lại. Thằng không sợ vợ cho lập cái trang trại đi. Ôi, tim tôi đập nhanh quá. Các bạn ơi dừng đi. Đập nhanh quá rồi, quá tốc độ rồi. Bao nhiêu người cũng tham gia được. Kể cả là 1.000 người, 1.000 người cũng tham gia giải được. Chỉ là nó lâu hơn một tí thôi. Vào trận nhá. Ok, chúng ta sẽ tập trung vào trận chung kết này. Xem ai là người giành được 600.000 xu. Kèo đã đóng rồi. Anh em tin tôi vào Phan Hải là quá hợp lý rồi. Ờ, tổng gia súc cho thằng không sợ vợ. Đây sẽ là trận thi đấu để tranh chức vô địch cũng như là chạm tay vào 600.000 xu. Đinh Anh Nghẹo hay là Phan Hải, hai thành viên đều đến từ tộc Nghẹo. Phan Hải múa thương rất khéo. Trận đấu bắt đầu. Vừa vào thì Phan Hải đã tấn công vào người của Haure. Haure bị bổ rất đau. Lượng máu mất đi chưa đáng kể nhưng mà cũng là một cái gì đấy thua thiệt so với đối phương. Hất tung được Haure lên rồi. Phan Hải đánh rất đau. Vậy là Haure bị Nobita 1-0. Phan Hải cực kỳ kinh nghiệm khi mà cắm cây thương của mình xuống đất rồi lội ngược lại sàn đấu. Haure bị đẩy đi rất đau. 1-0 rồi. Bo ba không? Chỉ đánh hình thức này, vũ khí này. Bo ba. Hay là bo một ăn luôn? Không à? Cho khán giả. Mệt rồi à? Ờ thế thôi, bo một nhá. Một phát ăn luôn nhá. Nhiều anh em bảo mệt rồi. Bo một, ok bo một. Chúng ta sẽ đến với cả ai thắng thì sẽ là thắng luôn các bạn ơi. Phan Hải quá kinh nghiệm các bạn ạ. Hôm nay tôi nghĩ là tôi không gót được vua được rồi. Tí nữa chúng ta sẽ bàn luận thêm một chút về cái giải Olympic sắp tới. Và tôi sẽ cố gắng hoàn thành nốt nhân vật nhanh nhất có thể. Để mà giải đấu của chúng ta diễn ra. Làm sao mà trước Tết hoặc là trong Tết xong giải đấu là các bạn nhận thưởng là vừa. 3-0 thôi rồi. Ôi các bạn thấy không? Tôi bảo Phan Hải chiến thắng mà. Battle 4, fight!
Hồng Rè gần như là thua trắng ở trong trận thi đấu này. Đối phương là Phan Hải. Phan Hải thi đấu ở cái map thi đấu này quá tốt. Lần đầu tiên trong đời tôi được chứng kiến Phan Hải giành chức vô địch. Mặc dù từ trước đến nay Phan Hải đã tham gia rất là nhiều giải đấu rồi, gần như là giải đấu nào cũng góp mặt nhưng mà chỉ lấy được giải rút mà thôi. Hầu Rè đã bắt đầu phản công nhưng mà sát thương gây ra là chưa đủ. Phan Hải ơi làm gì đấy? Phan Hải với chiêu cưỡi ngựa xem hoa của mình đã Nobita ra khỏi trận đấu. Chúng ta cùng xem lại. Ôi rồi ôi chồng. Chồng chán không như ông Phan Hải. Múa thế chết tôi không như vậy. Làm gì đi, làm gì cho anh em nhìn nể nang một tí à. Tỷ số là 3-2. Nhanh chóng. Múa quá gắt đến từ vị trí Phan Hải. Một pha sẩy chân. Tôi rất thích anh em khi mà sử dụng Phan Hải. Phan Hải chết chân rồi. 3 đều rồi các bạn ơi. 3 đều rồi. Phan Hải cởi chuồng. Định là mỗi trận này là tính vào một điểm số thắng. Nhưng mà các bạn chỉ như này thôi. Phan Hải đã cởi bỏ cái quần của mình vì cái quần bị ướt rồi. Hầu Rè đã có một pha búp sát thương cho cây thương của mình. Thiếu chút nữa thì Hầu Rè bị trượt chân. Nhưng mà anh đã kịp thời quay trở lại sàn đấu. Phan Hải liên tục bị đối phương stun. Đá rất tốt đến từ vị trí Hầu Rè. Phan Hải thua rồi các bạn ơi. Phan Hải thua rồi. Phan Hải nó cố tình các bạn ạ. Tôi bảo các bạn đặt vào Phan Hải nhưng mà nó làm cái gì ấy. Có vẻ như lợi thế đang nghiêng về phía Hầu Rè. Trận chung kết của chúng ta vẫn đang ở thế cân bằng. Phan Hải cần phải lấy thêm một trận thắng nữa. Và chọc rất là đau đến từ vị trí Hầu Rè. Hầu Rè đá đối phương của mình. Ai sẽ là người rơi xuống trong tình huống này? Có thể là Phan Hải hay là Hầu Rè. Rất nguy hiểm. Vậy là Hầu Rè là người giành chiến thắng. Phan Hải thua rồi các bạn ạ. Cả hai ôm nhau nhảy xuống nước. Chúc mừng Hầu Rè. Hầu Rè là người giành chiến thắng. Hầu Rè liên hệ núi để nhận giải thưởng nhá. Không, xong rồi. Hải, tập đoàn Phan Thị của chúng ta dừng lại ở đây các bạn ạ. Tập đoàn Phan Thị đến ngày hôm nay cũng đã là dừng lại. Vẫn chưa được một lần vô địch. Đinh Anh Nghẹo là người giành chiến thắng. Đinh Anh Nghẹo liên hệ núi nhá. Liên hệ núi để giành giải thưởng nhá. Nếu mà thức khuya một chút thì... Bỏ mẹ follow đi. Khổ quá. Tôi khuyên các bạn vào Phan Hải. Nhưng mà thằng Phan Hải nó không muốn thắng thì làm thế nào? Ok, ấn dừng video đã.